lần kế lỡ như những thánh tộc cũng xuất hiện người thừa kế của ma quân há chẳng phải là tiêu đời rồi sao cũng chỉ có thể nói phù đồ thánh tộc thật sự quá xui xẻo ha buồn cười tiêu diệt của tộc một cách đường đường hoàng hoàng mà lại dám nói đại nghĩa lẫm nhiên như vậy một trí cường giả ở chu tước thần điện lên tiếng sau lưng hắn mọc đôi cánh chu tước ngọn lửa bùng cháy rực rỡ thiêu đốt cả hư không cần gì phải nói nhiều như vậy mạnh được yếu thua vốn là quy luật sinh tồn của giới hải hơn nữa trước đó mục thiên thánh tộc cũng bị tiêu diệt, vậy các người có phải cũng nên xử lý thái hư thánh tộc không? Phía bên tám đại đế tộc có cường giả lên tiếng diễu cợt. Sắc mặt của cường giả của thái hư thánh tộc nhất thời trầm mặc Ngược lại là thái hư vương, vẻ mặt ông ta bình tĩnh giống như không phải đang nói với thái hư thánh tộc vậy. Câu này khiến cho cường giả thần điện bốn phương á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, ở nơi cạnh tranh kịch liệt như giới hải này, mạnh được yếu thua, thích hợp thì sống sót là quy tắc duy nhất. Cái gì mà công lý đạo nghĩa, đó không phải là thứ mà cường giả thiết lập. Mấy cái khác thôi bàn, bây giờ, việc các người phải làm đó chính là rút khỏi cổ thương vực, nhả lại tài nguyên của phù đồ thánh tộc. Làm như vậy thì mới có thể thương lượng, cường giả thần điện lạnh lùng nói. Nghe hắn nói như vậy, nhóm cường giả của thế lực đế tộc hạ hầu cũng không nói gì mà nhìn về phía đế tộc vân thị. Này là do bốn đế tộc bọn họ gây ra, mà đế tộc cổ thần, đế tộc đông phương, đế tộc đạm đài đều nhìn về phía đế tộc vân thị tuy bọn họ chưa chắc sẽ cùng nhịp bước với đế tộc phân thị nhưng trung quy họ vẫn muốn tham khảo ý kiến của đế tộc phân thị mà phía bên đế tộc phân thị vân hồng ba đứng ra chỉ nói ba chữ không thể nào đùng cương giả của thần điện bốn phương lập tức tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đế tộc phân thị đúng là đối với bọn họ mà nói tuy tám đại đế tộc cũng khó nhằn nhưng đế tộc phân thị là đế tộc khó đối phó nhất trong số đó mềm không được cứng không xong trong quá khứ ở vũ trụ huyền hoàng, đế tộc Vân Thị cũng là kẻ mạnh nhất, cướp đoạt không biết bao nhiêu tài nguyên. Đến cả thần điện bốn phương cũng xem đế tộc Vân Thị là chim đầu đàn của tám đại đế tộc. Nói cách khác, chỉ cần đối phó được đế tộc Vân Thị là có thể chèn ép thói kiêu căng phách lối của tám đại đế tộc rồi. Xem ra là trận đại chiến thật sự sắp bắt đầu rồi. Cường giả của thần điện tất giọng lạnh lùng, nói thật, chưa phải đến giây phút cuối cùng, bọn họ thật sự không muốn khai chiến với tám đại đế tộc. Vào ngay lúc này, một giọng lạnh lùng truyền đến từ đế tộc phân thị thật ra thì bọn ta cũng không hẳn là muốn đánh đánh giết giết nghe được giọng nói này tất cả tu sĩ có mặt tại đó đều kinh ngạc mà phía bên nguyệt thần thánh tộc sau khi y thương nguyệt nghe được âm thanh này hô hấp của nàng bỗng dưng dừng lại phía bên đế tộc phân thị một công tử với bộ y phục trắng như tuyết dáng người cân đối thong thả bước ra ngọc công tử khuôn mặt đẹp của y thương nguyệt cứng đờ nàng thất thần tiểu bối ở đâu ra vậy ngay cả chuyện này mà cũng dám xen vào trí cường giả của thanh long thần điện cất giọng lạnh lùng với cục diện hiện tại sao có thể đến lượt một tiểu bối lên tiếng mà lúc này hắn bỗng cảm thấy sợ hãi không nhịn được mà lui một bước hắn đưa mắt nhìn phát hiện sâu trong đại quân đế tộc vân thị có một bóng người đứng sừng sững đang lạnh lùng nhìn hắn là nhân vật cấp cổ tổ của đế tộc vân thị ý của thiếu chủ tộc ta chính là ý của đế tộc vân thị ta nếu ai dám bất kính với thiếu chủ tộc ta thì tức là bất kính với đế tộc Vân Thị ta. Có một vị cường giả của đế tộc Vân Thị lạnh lùng lên tiếng. Cái gì, hóa ra hắn chính là thiếu chủ của đế tộc Vân Thị, là vị sát thần ở giới ngoại. Một số người nghe được điều này, sắc mặt của họ bỗng dưng thay đổi. Dẫu sao trước đây, khi thiên kiêu ở hai giới tranh tài, cái cách mà quân tiêu giao thể hiện có thể nói là lan truyền khắp vũ trụ huyền hoàng. Ngọc Công Tử là thiếu chủ của đế tộc Vân Thị sắc mặt của y thương nguyệt tái nhật, nàng không thể nào tin tưởng được. Nam tử làm tâm hồn thiếu nữ của nàng cảm thấy yêu mến bao lâu nay, cuối cùng lại là thiếu chủ đế tộc giới ngoại. Tuy thân phận của hắn quý không thể nói, nhưng hắn hoàn toàn đối lập so với lập trường của nàng. Phía bên này, quân tiêu giao đối diện với vô số đội quân của vũ trụ huyền hoàng, cộng với các phe cường giả với vẻ mặt không hề gợn sóng, rất chi là bình tĩnh. Hắn hờ hững nói, nếu bây giờ hai giới mà khai chiến, thì quả thật chẳng ai có lợi bổn thiếu chủ đề nghị, chỉ bằng mở một trận ước chiến. Bất kỳ thiên kiêu cùng thế hệ nào trong vũ trụ huyền hoàng có thể đánh bại ta thì đế tộc Vân Thị sẽ lập tức rút khỏi vũ trụ huyền hoàng, từ đó sẽ không bước chân vào một bước. chương 2399 Ngưu đoạt hỏa trùng, áp đảo thiên kiêu thần điện. chương 2399 Ngưu đoạt hỏa trùng, áp đảo thiên kiêu thần điện. Lời của quân tiêu giao tuy nghe qua rất bình thường, nhưng nó lại vang vọng ở bên tai của tất cả tu sĩ có mặt tại chỗ đó, như sấm đánh bên tai với sức của một người khiêu khích toàn bộ thiên kiêu của vũ trụ huyền hoàng không thể không điên đừng nói là phía bên vũ trụ huyền hoàng ngay cả phía tám đại đế tộc cũng có rất nhiều người cảm thấy rất kinh ngạc lại dám thiết lập đặt cược như vậy phía bên đế tộc hạ hầu hạ hầu thần tàng đứng chắp tay hắn vẫn luôn tỏ ra rất thần bí lúc này trong đôi mắt thoáng có tia sáng kỳ lạ lóe lên trước đây hắn đã từng nghe nói vị thiếu chủ vân thị này rất điên nhưng không ngờ lại có thể điên đến mức này một mình mà dám khiêu khích toàn bộ thiên kiêu của vũ trụ huyền hoàng. Phải biết rằng đây là vũ trụ đa nguyên tàng long ngọa hổ, không biết có bao nhiêu yêu nghiệt. Có đôi khi, tự tin và ngu xuẩn chỉ cách có một danh giới thôi. Hạ hầu thần tàng hờ hững lên tiếng, phía bên đế tộc Đông Phương, đôi mắt xinh đẹp của Đông Phương khinh vũ cũng lóe lên. Không hổ danh là nam tử mà nàng nhìn chúng, nhưng kết quả cuối cùng thế nào, vẫn khó mà nói. Tuy thực lực của quân tiêu giao, nàng đã được tận mắt chứng kiến ở trận chiến của thiên kiêu hai giới trước đó nhưng bây giờ hắn còn phải đối mặt với thiên kiêu của thần điện bốn phương còn có các nghiêu quỷ xà thần khác nữa cho dù yêu nghiệt có điên đến mức nào đi nữa thì cũng không dám thách thức tất cả đối thủ vào lúc này điên thì rất điên nhưng liệu hắn làm được không phía bên đế tộc cổ thần cổ tiểu ngọc lẩm bẩm trong mắt nàng lộ vẻ hoài nghi chủ nhân nhất định sẽ làm được cổ kinh thiên ngơ ngác nói cái tên này cứ như vậy mà nể mặt hắn sao sau này đừng bảo ngươi là đệ đệ ta. Cổ Tiểu Ngọc lên tiếng, nhưng lời ta nói là thật, chủ nhân thật sự rất mạnh. Cổ Kinh Thiên phản bác lại một cách yếu ớt, được, vậy ta đứng đây nhìn xem, trong lòng Cổ Tiểu Ngọc cảm thấy không phục, sau này nàng còn có một trận ước chiến với quân tiêu giao. Còn đám người đạm đài thanh tuyền, bọn họ vẫn tin tưởng vào quân tiêu giao 100%. À, phía bên thần điện bốn phương, rất nhiều tu sĩ cũng để lộ ánh mắt ngạc nhiên. Thật ra thì bọn họ cũng không muốn đánh nhau. Hành động này của quân tiêu giao cũng thuận theo ý của bọn họ. Nhìn thấy tình huống này, quân tiêu giao nói tiếp, nếu như ta bị đánh bại, đế tộc phân thị sẽ hoàn trả tài nguyên, rút ra khỏi vũ trụ huyền hoàng, kể từ đó sẽ không bước vào nữa. Nhưng nếu như ta thắng, cổ thương vực và một số thiên nguyên vực sẽ bị bọn ta chiếm. Ngoài ra, ta còn muốn một điều nữa. Chí cường giả cử thanh long thần điện nhíu mày nói thứ gì? Nghe nói thần điện bốn phương, mỗi phe có một hỏa chủng thần bí lớn mạnh, ta muốn cái đó. Cái gì, nghe thấy lời của quân tiêu giao, cường giả thần điện bốn phương lại nhíu mày. Vật này đối với thần điện bốn phương tuy không phải chân giá nhất, nhưng nó cũng là một loại biểu tượng. Bọn họ không ngờ, quân tiêu giao đã tính toán đến điều này. Đổi lại điều kiện khác, một vị cường giả của chu tước thần điện đáp lại, đồng ý hoặc là chiến. Quân tiêu giao hờ hững trả lời, hắn rèn luyện pháp thân dị tượng nên cần có ngọn lửa cao cấp hơn. Tuy trước đó hắn đã lấy được bạch hổ canh kim hỏa, nhưng nó cũng chỉ là kiếm lậu thôi. Ba hỏa trùng còn lại để lấy được nó thì vẫn có chút phiền phức. Vậy thì cứ dứt khoát lấy hết trong một lần duy nhất. Cương giả của thần điện bốn phương để lộ vẻ mặt suy tư. Sao vẫn còn trần trừ nữa? Hay là nói các người không hề có chút lòng tin nào vào thiên kiêu của vũ trụ huyền hoàng? Quân tiêu giao lắc đầu. Ngay sau đó có một thiên kiêu của thần điện bốn phương gào lên: Đại nhân đồng ý với hắn đi. Chẳng lẽ vũ trụ huyền hoàng lớn như vậy mà không tìm được một người có thể đánh bại hắn sao? Không sai ta vừa hay cũng muốn thử đánh với vị sát thần giới ngoại này xem hành động khiêu khích này của quân tiêu giao có thể nói là chọc giận hầu hết thiên kiêu ở vũ trụ huyền hoàng còn những cấp cao kia bọn họ cũng suy nghĩ nếu đế tộc phân thị rút lui vậy tinh thần của tám đại đế tộc chắc chắn sẽ bị đả kích ít nhất có thể khiến bọn họ không còn ngung cuồng nữa cũng được nhưng đến lúc đó các ngươi đừng hòng đổi ý Cương giả của thần điện bốn phương nói tất nhiên sẽ không quân tiêu giao khẽ mỉm cười Chẳng một ai trong đế tộc Vân Thị lên tiếng phản đối, bởi vì bọn họ cũng rất tự tin vào quân tiêu giao. Lúc này, cường giả của Bạch Hổ Thần Điện bỗng lên tiếng, chỉ là Bạch Hổ Canh Kim Hỏa của tộc ta, trước đây đã bị thất lạc rồi, vậy. Quân tiêu giao nói, nếu thật sự thất lạc rồi thì thôi, ba thần điện còn lại chắc sẽ không thất lạc chứ. Cường giả của Thanh Long Thần Điện, Chu Tước Thần Điện để lộ vẻ mặt khó coi. Cường giả của Huyền Vũ Thần Điện thì trực tiếp im lặng đi lấy hỏa trùng. Qua một thời gian ngắn, hỏa trùng của ba thần điện cũng đã được mang tới, lần lượt là thanh long mộc linh hỏa, chu tước phần thiên hỏa, huyền vũ hàn minh hỏa. Nếu ngươi có thể thắng, những thứ này đều là của ngươi. Cường giả của thanh long thần điện mang hỏa trùng vào trong hư không. Để ta lên, lúc này, có một vị thiên kiêu của thanh long thần điện không nhịn được muốn ra tay ngay. Cơ thể của hắn nhốn nháo như rồng, trực tiếp lao tới tấn công quân tiêu giao. Bàn tay lộ ra, giống như biến thành một móng vuốt thanh long, xé toạc hư không quân tiêu giao vẫn giống như trong trận chiến với thiên kiêu hai giới ở hỗn giới, chỉ tung một trường đơn giản. Sấm gió khuấy động, bầu trời thay đổi, vị thiên kiêu của thanh long thần điện kia bỗng dưng thay đổi sắc mặt. Bốp, vốt thanh long trực tiếp là bị đánh gãy, còn vị thiên kiêu của thanh long thần điện thì cơ thể nứt nẻ, hộp máu và bay ngược ra ngoài. Chỉ một chiêu đã thua, nhận một trường của ta mà không chết, không hổ danh là thiên kiêu của thần điện bốn phương. Quân tiêu giao thản nhiên đánh giá một câu. Nhưng câu này lại khiến cho tu sĩ của vũ trụ huyền hoàng phải trợn tròn mắt. Từ khi nào mà việc có thể tiếp một trưởng của quân tiêu giao mà không chết được xem như là một niềm vinh dự vậy? Ngươi, sắc mặt của thiên kiêu của thanh long thần điện tái mét giống như là vừa tát phải con ruồi vậy. Trong lòng hắn muốn phản bác, nhưng lại không thể nói nên lời. Bởi vì khi nãy, chỉ có hắn mới cảm nhận được cái cảm giác hoảng sợ, cứ như nỗi tuyệt vọng khi đối mặt với thiên uy vậy. Nam tử với vẻ mặt bình tĩnh, giống như một vị trích tiên, tuyệt đối là sự tồn tại kinh khủng nhất mà hắn từng gặp. chương 2400 áp đảo thiên kiêu thần điện, cùng vây công. Ta không muốn phải mở miệng hỏi từng người, ai cũng có thể tới khiêu chiến với ta. Quân tiêu giao chắc một tay sau lưng, ta tới, trong bạch hổ thần điện có một thiên kiêu bước ra. Quân tiêu giao cố gắng nhìn xem, thấy hắn cũng không phải là ca ca của Bạch Linh. Gào, không nói nhảm thêm, thiên kiêu của Bạch Hổ thần điện này trực tiếp biến thành pháp tướng Bạch Hổ, lực canh kim kinh khủng đến mức như thể ngưng tụ thành vạn kiếm khí, cùng pháp tướng Bạch Hổ lao tới để giết quân tiêu giao. Thiên kiêu của Bạch Hổ thần điện cũng biết quân tiêu giao khó đối phó, cho nên khi hắn vừa lao tới đã lập tức thi triển hết toàn bộ lực lượng. Bạch Hổ chủ sát phạt, nhìn hắn ra tay mà một số thiên kiêu của tám đại đế tộc âm thầm nhíu mày. Thiên kiêu của thần điện bốn phương đúng là có chút tài năng. Nhưng quân tiêu giao vẫn chỉ tung một trường. Phụt, thiên kiêu của Bạch Hổ thần điện cũng hộp máu và bay ngược ra có điều biểu hiện của bọn họ có thể nói là tốt hơn nhiều với trong trận chiến thiên kiêu hai giới trước đó. Hai người đều bị hạ gục trong vài giây, đương nhiên, cái này cũng có liên quan tới một trường tùy ý của quân tiêu giao. Sau khi thiên kiêu của thần điện bốn phương liên tiếp gặp thất bại, cường giả cao tầng của thần điện có chút bất bình tĩnh. Chẳng lẽ vũ trụ huyền hoàng của bọn họ sẽ thua thật sao? Lúc này, có một thiên kiêu của chu tước thần điện đứng dậy. Hắn nhìn về phía quân tiêu giao, nói, ngươi chỉ nói lấy lực lượng của chính mình để đối phó với thiên kiêu của vũ trụ huyền hoàng bọn ta. Nhưng cũng không nói nhất định phải đấu một mình, vậy nên. Hắn vừa nói dứt lời, trong chu tước thần điện có vài thiên kiêu bước ra. Người có mặt tại đó, bất kể là tám đại đế tộc, hay là phía bên vũ trụ huyền hoàng thì đều ngây người. Họ không ngờ là còn có cách làm này, làm vậy cũng có phần quá vô sỉ, đúng là không có võ đức. Mà quân tiêu giao chỉ thản nhiên nhíu mày, hỏi các ngươi nhất định phải làm như vậy sao? thấy phản ứng của quân tiêu giao vị thiên kiêu kia cho rằng quân tiêu giao đang sợ trên khuôn mặt hắn có một nụ cười trào phúng nhàn nhạt nói sao rồi vừa rồi lúc ngươi khoe khoang khoác lác thì điên cuồng lắm mà bây giờ muốn đổi ý rồi sao ngược lại là không có giọng điệu của quân tiêu giao bình tĩnh giết không nói nhảm trông chốc lát đã có hơn chục thiên kiêu lao ra ngoại trừ mấy vị thiên kiêu của chu tước thần điện ngay cả trong thái hư thánh tộc tổ linh thánh tộc cũng có thiên kiêu lao ra ngay lập tức thần quang với đủ loại màu sắc dâng trào, các loại chiêu thức được hình thành, lực lượng quy tắc minh mông, đạo huy nở rộ. Khí tức hùng hồn đáng sợ, thậm chí còn phá vỡ các vì sao ở trên bầu trời. Những thiên kiêu tấn công quân tiêu giao này, mỗi một người đều là người nổi bật trong vũ trụ huyền hoang. Thực lực của một số thiên kiêu trong đó đã khiến thiên kiêu của đế tộc phải nhìn ghé mắt nhìn. Tuy nhiên, trên bề mặt cơ thể của quân tiêu giao, cả trăm vòng thần miễn dịch pháp lực dâng lên, bao quanh cơ thể hắn như thể có tầng tầng lớp lớp thế giới nối tiếp nhau tăng thêm trên người hắn vạn pháp không thể phá bao dung tất cả những chiêu thức thần thông vô cùng mạnh mẽ kia rơi vào vòng thần miễn dịch ma pháp giống như đá chìm không có chút gợn sóng nào làm sao có thể có thiên kiêu lộ ra vẻ kinh dị trong khoảnh khắc tiếp theo nắm đấm của quân tiêu dao vút lên trời khí quán hoàn vũ khí huyết dồi dào dâng lên cuồn cuộn như khói báo động hắn tung ra một quyền như thể có thể phá vỡ toàn bộ vạn pháp đánh về phía hơn 10 vị thiên kiêu kia. ầm um, trong nháy mắt, hư không dường như bị đục một lỗ. Có huyết hoa bắn ra tung tóe thậm chí có xương gãy vỡ bay ra từ phía. Nhóm thiên kiêu đó, người thì chết ngay lập tức, người thì bị thương. Hít, tu sĩ vũ trụ huyền hoàng ở bên này thấy vậy thì đều hít sâu một hơi. Hơn 10 thiêu kiêu như vậy cũng không phải là đối thủ của hắn sao. Còn có khí huyết của hắn nữa, sao lại có cảm giác là còn hùng hồn hơn cả thiên kiêu của thần điện bốn phương chứ? Các tu sĩ của Vũ trụ Huyền Hoàng đều không thể tin nổi. Thiên kiêu của thần điện bốn phương đều có huyết mạch của tứ linh, khí huyết trong cơ thể bọn họ có thể so sánh với hậu duệ của đại hung, con nối dõi của thần thú. Tại hiện trường, chỉ có đế tộc cổ thần mới có thể đọ sức với bọn họ ở phương diện khí huyết trong cơ thể. Nhưng họ không thể nhìn thấy lai lịch của Quân Tiêu Dao, không rõ thể chất của hắn. Lên, Vũ trụ Huyền Hoàng ta không thể để lại một chuyện nhục nhã như vậy được. Không sai, bị một thiên kiêu thế giới khác ép tới nơi này là chuyện nhục nhã đối với toàn bộ thiên kiêu ở vũ trụ huyền hoàng chúng ta. Tuy quân tiêu giao đã thể hiện sức mạnh kinh người, nhưng tại hiện trường có rất nhiều thiên kiêu của vũ trụ huyền hoàng, trong đó cũng có không ít người tâm huyết. Tất nhiên là bọn họ không cam tâm để cho một mình quân tiêu giao phá hủy uy danh của toàn bộ thiên kiêu của vũ trụ huyền hoàng. Vì vậy, càng ngày càng có nhiều thiên kiêu tham gia. Mười mấy người, hai mươi mấy người, năm mươi mấy người, hơn một trăm người, những thiên kiêu này không chỉ đến từ thần điện bốn phương còn có thái hư thánh tộc tổ linh thánh tộc còn có các thế lực bất hủ khác trong vũ trụ huyền hoàng có thể nói đây là một cảnh tượng trước nay chưa từng có quân tiêu giao một trọi trăm không thậm chí không chỉ là như vậy bởi vì những thiên kiêu này vẫn đang gia tăng không ngừng chuyện này ngay cả thế lực không trung đường với đế tộc vân thị như đế tộc hạ hầu cũng có chút không thể chịu đựng được nữa đây đúng là vô liêm sỉ không thể diễn tả được cho dù có thắng thì có chút ý nghĩa nào đâu chương 2401 lấy một địch ngàn, chấn động tám phương. Bên phía thần điện bốn phương của vũ trụ huyền hoàng, khóe mắt của rất nhiều cường giả cũng hơi giật giật. Vũ trụ huyền hoàng lưu lạc đến trình độ này, đúng là mất hết mặt mũi rồi. Tuy nhiên, để chiến thắng ước chiến, cũng không có cách nào khác. Mà cùng với việc càng ngày càng có nhiều thiên kiêu của vũ trụ huyền hoàng tham gia. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, dường như quân tiêu giao đã không còn thong dong như lúc trước được nữa. Tuy hắn vẫn đứng vững tại chỗ như cũ, không có vẻ như đang lo lắng gấp gáp, chẳng qua những người sáng suốt đều có thể thấy rằng quân tiêu giao không thể hoàn toàn chống lại nhiều thiên kiêu như vậy. Đây là tự mình đào hố rồi nhảy vào sao? Hạ hầu thần tàng khẽ lắc đầu, đông phương khinh vũ cũng thở dài. Tuy điều này không có nghĩa là quân tiêu giao yếu đuối, nhưng mà nói thật thì, nàng vẫn thật sự hy vọng là có thể nhìn thấy kỳ tích xuất hiện. Đệ đệ, người có nhìn thấy chưa, đây là vị chủ nhân vô địch ngươi. Cố Tiểu Ngọc nói, Cố Kinh Thiên thì lại không nói gì. Về phần mấy người đạm đài thanh tuyền, Vân Ngọc Sinh chỉ là nắm chặt ngọc thủ. Bây giờ bọn họ vẫn tin tưởng, mà về phía nguyệt thần thánh tộc, y thương nguyệt vậy mà lại cũng siết chặt tay ngọc. Tuy trước đó nàng cảm thấy khiếp sợ, kinh ngạc, không thể tin được. Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy tình cảnh của quân tiêu giao, nàng vẫn sinh ra lo lắng theo bản năng. Theo thời gian trôi qua, số lượng những thiên kiêu tham gia vào chiến trường đã đạt đến mức độ kinh người. Gần một ngàn người đương nhiên không phải toàn bộ một ngàn thiên kiêu này đều là thiên kiêu đứng đầu của tứ phương thần biên và thánh tộc có rất nhiều người đều là đục nước béo cò thực lực cũng không tính là quá cao cho nên có ra tay chẳng qua cũng chỉ là để thỏa mãn huyết tính của mình khiến cho người ta có loại cảm giác ưu việt rằng ta cũng có thể đối phó với thiếu chủ của đế tộc giới ngoại mọi người cùng nhau xông lên tập trung sức mạnh lại một chỗ có thiên kiêu hét lên đột nhiên khoảng hơn hàng ngàn thiên kiêu bộc phát chiêu thức thần thông kinh khủng biến thành một dòng nước hủy diệt dao động như vậy ngay cả cường giả cấp bậc thần tôn đạo tôn nhìn thấy cũng đều nhìn giật giật khóe mắt dưới chuẩn đế sợ rằng tất cả mọi người đều không vững được quân tiêu dao cũng đồng thời ra tay không chỉ có vòng thần miễn dịch pháp lực khuếch trương đến cực điểm sức mạnh cũng được thúc đẩy đến cực điểm như thể khiến cho chư cũng phải rung chuyển bàn tay hắn giữ chư thiên sinh tử luân diễm hóa ý nghĩa sâu xa của sinh tử ầm um, ánh sáng chói lọi vô cùng kỳ lạ tràn ngập toàn bộ thiên hà giới. Mà trong vụ va chạm cực kỳ mạnh đó, trong số hơn nghìn thiên kiêu kia, có không ít người trực tiếp bị đánh chết, nổ tung thành một đám xương máu. Cho dù là thiên kiêu của một số thánh tộc, thần điện cũng đều phun ra một ngụm máu. Nhưng đó không phải là trọng điểm, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía quân tiêu giao. Cơ thể quân tiêu giao lùi mấy chục bước về phía sau, vẻ mặt gợn sóng. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được, hơi thở của quân tiêu dao vô cùng hỗn loạn. Giống như thể sức mạnh trong cơ thể bị rối loạn, bắt đầu bạo động. Đây là, sắp tàu hỏa nhập ma sao. Quả nhiên, thiếu chủ của Vân Thị còn có chút miễn cưỡng. Nhưng thành thật mà nói thì hắn thực sự có thể lấy một địch ngàn. Rất nhiều người đều có thể nhìn ra, quân tiêu dao vốn bất động như núi kia, vào giờ phút này, rốt cục cũng có cảm giác như sắp sụp đổ. Thua rồi sao, một số cường giả đế tộc cao mày, nếu như đế tộc Vân Thị rút lui, vậy thì chắc chắn sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn, rốt cuộc cũng có thể lay động hắn rồi sao? xem ra hắn cũng không phải là bất bại, thêm một lần nữa là có thể đánh bại hắn. tuy hàng ngàn thiên kiêu bên phía vũ trụ huyền hoàng bị tổn thất nặng nề, nhưng vẫn có sức mạnh để chiến đấu một lần nữa. ầm, uhm, những thiên kiêu này đều cắn chặt hàm răng, máu trong người sôi sục, sức mạnh được huy động đến cực điểm. bọn họ muốn tập hợp sức mạnh một lần nữa, nhất định phải đánh bại vị thiếu chủ đế tộc không thể lay chuyển như một vị thần này ầm ầm dòng thần thông hủy diệt hội tụ kết thúc rồi có cường giả bên phía tứ phương thần biên lẩm bẩm mọi người cũng im lặng theo dõi kết quả của trận ước chiến có thể nói việc lấy một địch nghìn này đã là vô cùng khoa trương thậm chí còn có vẻ hư rất vô lý giờ khắc này tất cả mọi người đều nín thở nhưng vào lúc này giữa đất trời một tiếng thở dài rằng giặc vang lên quả nhiên pháp thân bước đầu ngưng kết này vẫn còn có chút miễn cưỡng sao hư không bị xé nát trời đất dung chuyển có hạo quang sáng rực lóe lên ở phía chân trời một bóng người mặc áo trắng giống như tiên nhân dáng trần đáp đến nơi đây đôi mắt lãnh đạm kia giống như thần tiên quan sát nhân gian hờ hững lướt qua những thiên kiêu của vũ trụ huyền hoàng trong lúc nhất thời thiên địa tĩnh lặng toàn bộ đều nghẹn lời ở đây không hề có một tiếng ồn ào náo động giống như bị nhấn công tắc tắt tiếng bất kể là tu sĩ các đế tộc hay là tu sĩ vũ trụ huyền hoàng từng con mắt đều hơi chừng lớn biểu cảm hết sức đặc sắc. Không cách nào hình dung tâm trạng tu sĩ vũ trụ huyền hoàng vào giờ phút này. Không, đừng nói tu sĩ vũ trụ huyền hoàng, ngay cả bên tám đại đế tộc, rất nhiều người cũng đều ngơ ngác. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ta, ta không nhìn lầm chứ? Lúc trước chỉ là pháp thân của Vân Tiêu thiếu chủ này. Không, tuyệt đối không thể nào. Bên vũ trụ huyền hoàng, rất nhiều tu sĩ phát ra tiếng kêu gào, cảm giác không thể tin được. Chẳng lẽ nói từ lúc trận chiến Thiên Kiêu hai giới bắt đầu, Vân Tiêu thiếu chủ đã là trạng thái pháp thân. Cường giả tám đại đế tộc nghĩ tới đây, cũng không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Đây quả thực là đổi mới tam quan và tưởng tượng của mọi người. Một pháp thân, có thể mạnh mẽ đến mức độ này sao? Trong trận chiến Thiên Kiêu hai giới thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ, pháp thân quân Tiêu giao đối mặt, lại là hơn ngàn Thiên Kiêu của vũ trụ huyền hoàng. Chương 2402 một người ép ngang Thiên Kiêu vũ trụ huyền hoàng, hệt như thần tích. Bên đế tộc Hạ Hầu, dù là Hạ Hầu thần tàng vẫn luôn thần bí, lộ ra vẻ sâu không lường được, thân thể cũng chấn động, hít vào một hơi sâu. Thật lâu sau, hắn mới thở ra nói, nhìn lầm rồi. Cuối cùng hắn cũng biết, vì sao hắn lại cảm thấy khí tức quân tiêu giao tiết ra ngoài không hề có cảm giác sâu không lường được. Thì ra, chỉ là một pháp thân, mà bên đế tộc cổ thần, vẻ mặt cổ tiểu ngọc dại ra, sửng sốt, tỷ, người xem ta nói không sai chứ, chủ nhân là vô địch. Cổ Kình thiên cười ha ha nói, đây, đây, cổ tiểu ngọc nói không ra lời, chẳng biết tại sao, nàng có hơi nhục trí với ước chiến cùng quân tiêu giao rồi. Đông phương khinh vũ ít mắt, lúc này dần hiện ra dị sắc trước nay chưa có. Khó mà tưởng tượng được sự kinh diễm và rung động quân tiêu giao mang tới lúc này. Nhìn quân tiêu giao áo trắng như tuyết, như thần giá lâm, cảm xúc của đông phương khinh vũ dâng trào, lan tràn. Đời này nếu có thể chinh phục nam tử như thế, đó mới là may mắn lớn nhất của một nữ tử. Mà bên đế tộc Vân Thị, bóng dáng Vân Anh Lạc cũng xuất hiện, nhìn về phía quân tiêu giao, mang theo một tia ý cười. Tên tiểu tử này, có chút đẹp trai đấy. Đương nhiên, nếu nói người có cảm giác thất vọng nhất trong lòng lúc này dĩ nhiên là tu sĩ vũ trụ huyền hoàng. Đặc biệt là thần điện bốn phương, một số đại lão của mấy đại thánh tộc, cảm giác mặt mũi đều bị vứt sạch. Một đám thiên kiêu đứng đầu của vũ trụ huyền hoàng, vậy mà còn không đánh lại một pháp thân của thiếu chủ đế tộc. Chuyện này truyền đi, mặt mũi vũ trụ huyền hoàng để ở đâu đây? Đường đường một vũ trụ đa nguyên, lại bị nhục nhã như vậy. Chí cường giả của thanh long thần điện, quả thực mặt đều bị đánh sưng lên. Con mẹ nó đây còn đánh thế nào? Không, làm sao có thể, ta không tin. Người sụp đổ nhất, điên cuồng nhất, tự nhiên là những thiên kiêu vũ trụ huyền hoàng khiêu chiến quân tiêu giao. Vốn dĩ một đám người vây công một người, đã có thể nói là vô sỉ đến cực điểm. Kết quả, người bị vây công lại chỉ là một pháp thân hơn nữa vẫn chưa hoàn toàn đánh lại đây quả thực là thái quá vãi cả đái thái quá đến vô cực luôn đây đã không phải là giết người chu tâm nữa quả thực là đè tôn nghiêm của bọn họ xuống đất mà trà đạp ma sát rất nhiều thiên kiêu sụp đổ đạo tâm ngay tại chỗ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét quả thực giống như tổ hỏa nhập ma quân tiêu giao như một vị thần áo trắng trẻ tuổi điềm tĩnh nhìn cảnh này thực ra hắn cũng biết bởi vì chỉ là ngưng kết sơ bộ nên lực lượng của pháp thân dị tượng này không coi như là ổn định lắm nếu như chân chính ổn định, đấu với mấy tên thiên kiêu này hẳn là không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, vẫn cần bản Tôn Quân Tiêu Dao ra tay. Sâu kiến cuối cùng vẫn là sâu kiến, cho dù liên hợp cũng chỉ sẽ làm các ngươi càng thêm thảm thương mà thôi. Pháp thân dị tượng của Quân Tiêu Dao nháy mắt biến ảo thành một dòng thác pháp lực, dung nhập vào thân thể bản Tôn Quân Tiêu Dao. Mà khiến rất nhiều người ở đây sợ hãi là, bọn họ căn bản dò xét không ra khí tức của Quân Tiêu Dao thậm chí là một vài nhân vật cấp chuẩn đế đều hoàn toàn nhìn không thấu. Đây mới thật sự là hắn ư, đám người hạ hầu thần tàng và đông phương khinh vũ, cổ tiểu ngọc giống như lần đầu nhìn thấy quân tiêu giao. Cái bọn họ đã thấy trước đó, chẳng qua chỉ là quân tiêu giao trạng thái pháp thân. Màn kịch này cũng nên kết thúc, bản tôn quân tiêu giao giá lâm, đại biểu cho kết thúc. Hắn trực tiếp ra tay, khí thế như cầu vồng, uy năng khủng khiếp khuếch tán ra, hóa ra từng vết nứt hư không xung quanh tầng tầng lớp lớp kẽ nước tràn ngập lúc trước chỉ bằng pháp thân dị tượng là đã có tư thái quét ngang tất cả đừng nói chi là lúc này bản tôn quân tiêu giao ra tay uy năng đó quả thực là chấn động thiên địa loạn thiên bí thuật trục xuất vĩnh viễn từng vực sâu hư không lan tràn thậm chí ngay cả hư không vũ trụ huyền hoàng cũng bị xé nát trong nháy mắt rất nhiều thiên kiêu trực tiếp bị cuốn vào trong vực sâu hư không cho dù có một phần nhỏ thiên kiêu của thần điện và thánh tộc cũng đang khổ sở chống đỡ Quân Tiêu Giao lúc này hệt như thần ma dáng thế, vừa ra tay đã long trời lở đất, bầu trời đổ nghiêng. ầm, um, Quân Tiêu Giao lần nữa đấm ra một quyền, giống như có lục đạo luân chuyển ở trong đó, có ánh sáng luân hồi kèm theo quyền quang nở rộ, như muốn kéo thiên kiêu còn lại ở đây vào trong luân hồi. ầm um, ầm um, ầm, um, lại có rất nhiều thiên kiêu bị nổ tung thân thể. a a a a, có thiên kiêu vũ trụ huyền hoàng, tâm tính hoàn toàn sụp đổ, chạy tán loạn như điên. Ngay cả thiên kiêu thần điện và thánh tộc đều mắt lồi ra, mặt lộ vẻ kinh hoàng vẻ sợ hãi. Bản tôn quân tiêu giao ra tay, hai chiêu đánh tan toàn trường. Đè ép tất cả thiên kiêu vũ trụ huyền hoàng, đây quả thực làm người ta không cách nào tin được. Thiếu chủ đỉnh chóp, một người đế tộc ta mạnh mẽ vô song, quét ngang vũ trụ huyền hoàng. Bên đế tộc, có tu sĩ tộc nhân đế tộc vân thị xúc động hét lớn. Thậm chí ở đế tộc khác đều có tu sĩ thế hệ trẻ, cảm giác nhiệt huyết sôi trào một người đè ép thiên kiêu tinh anh một vũ trụ chuyện này làm người ta nhiệt huyết sôi trào biết bao sợ rằng bất kỳ một tu sĩ trẻ tuổi nào đều từng ảo tưởng trong đầu nhưng chuyện này quá khó khăn gần như không có khả năng thực hiện mà bây giờ bọn họ lại tận mắt nhìn thấy kỳ tích này ma quỷ hắn là ma quỷ người này không thể là địch phần lớn thiên kiêu vũ trụ huyền hoàng trực tiếp chôn vùi trong hai chiêu của quân tiêu giao chỉ có một phần cực kỳ ít thiên kiêu của thần điện bốn phương và thánh tộc miễn cưỡng thoát được một mạng nhưng cũng chịu trọng thương, chật vật không thôi, quan trọng nhất là đạo tâm của bọn họ triệt để vì Quân Tiêu giao mà hỏng mất. Trên đời này, tại sao có thể có người yêu nghiệt như thế? Điều này quả thực khiến cho bọn họ tam quan sụp đổ, đạo tâm vỡ nát. Xem ra thắng bại đã định, Vũ trụ Huyền Hoàng chỉ thường mà thôi. Quân Tiêu giao điểm tính lắc đầu, cất bước, trực tiếp rơi vào bên cạnh ba hỏa trùng, muốn thu lấy. Chương 2403 đại chiến bùng nổ, mà đúng lúc này, ầm, thinh linh chí cường giả của thanh long thần điện vươn ra một tay pháp tắc sục sôi khí tức thao thiên đế uy cuồn cuộn hắn chính là một cường giả đế cảnh của thanh long thần điện danh hiệu long hiên đại đế biểu hiện của quân tiêu giao đã làm hắn nổi lên sát tâm nhân vật bậc này nếu tồn tại thì tương lai sẽ sinh ra uy hiếp to lớn đến vũ trụ huyền hoàng cho nên long hiên đại đế cực kỳ quả quyết không mảy may do dự cho dù mạo hiểm làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng cũng muốn một trưởng mặt sát quân tiêu giao Hừ, một âm thanh như tiếng sấm rền nổ vang từ hướng đế tộc Vân Thị. Vân mặc lạnh lùng hừ, vươn tay ra muốn ngăn cản Long Hiên Đại Đế. Nhưng Long Hiên Đại Đế lại lạnh lùng cười nói, các ngươi ở vũ trụ huyền hoàng, bị quy tắc thiên địa áp chế, không cách nào phát huy ra thực lực đỉnh phong, lại làm sao có thể ngăn ta. Xong, ngay sau khi lời của Long Hiên Đại Đế vừa dứt, nét mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, bởi vì cổ tổ Vân mặc ra tay, khí tức kinh thiên, quang huy đế đạo tuôn trào, cuồn cuộn như đại dương minh mông. Vậy mà không hề có dấu hiệu bị quy tắc thiên địa áp chế. Sao lại như vậy, Long Hiên Đại Đế kinh ngạc vô cùng, không chỉ có Long Hiên Đại Đế, vẻ mặt tất cả cường giả của vũ trụ huyền hoàng đều thay đổi. Sở dĩ bọn họ không kiêng rè lắm với đế tộc giới ngoại cũng là vì có quy tắc thiên địa của vũ trụ huyền hoàng áp chế. Cường giả đế tộc giới ngoại không cách nào phát huy hoàn toàn thực lực. Mà người hơi yếu thì không làm bọn họ phải để ý. Nhưng bây giờ, cổ tổ vân mặc ra tay, lại còn không hề có dấu hiệu thực lực bị áp chế đại đế cấp bậc cử đầu ra tay càn khôn lật đổ hoàn vũ chấn động ầm um, một kích giao thủ long hiên đại đế trực tiếp bị đẩy lui nhưng hắn càng nhiều hơn vẫn là hoảng hốt và trở tay không kịp ngươi làm sao có thể không bị quy tắc thiên địa áp chế long hiên đại đế quát mà bên tám đại đế tộc cũng giật mình bởi vì bọn họ cũng không biết tại sao đế tộc phân thị lại không bị quy tắc thiên địa áp chế dám ra tay với thiếu chủ tộc ta các ngươi chán sống rồi. Đám người cổ tổ vân mặc, trong mắt đều lộ ra sát ý lạnh băng không chút che giấu. Quân tiêu giao, hiện tại có thể nói là vảy ngược, là tồn tại bảo bối nhất của đế tộc vân thị. Ra tay với hắn, chính là khiêu khích lớn nhất với đế tộc vân thị. Xem ra, dường như các ngươi không nguyện ý dùng phương thức hòa bình để kết thúc. Quân tiêu giao thong thả thu hồi ba hỏa trùng, giọng điệu rừng dưng nói. Nhưng trong nét mặt của hắn lại thoáng ánh lên vẻ trêu tức mơ hồ. Không sai, cái gọi là ước chiến, với quân tiêu giao chỉ là viện cớ để chiếm ba hỏa chủng mà thôi. Thực ra ngay từ đầu, quân tiêu giao không hề có ý định đàm phán điều kiện gì với thần điện bốn phương. Mà lúc trước, quân tiêu giao bảo cường giả đế tộc vân thì tạm thời đừng hiển lộ thực lực đỉnh phong. Cũng là vì thời khắc này, có thể đánh cho thần điện bốn phương trở tay không kịp. Giết, không có bất kỳ do dự nào. Đại quân đế tộc phân thị như biến thành dòng lũ hủy diệt, trùng kích tiến đến. Đây là chuyện quân tiêu giao sớm đã kế hoạch sẵn trước đó. Cái gọi là đàm phán, chẳng qua là chuyện cười mà thôi. Chết tiệt, chúng kế rồi. Đám người Long Hiên Đại Đế cũng không ngốc, lập tức phản ứng lại. Đế tộc Phân Thị đây là đang gài bẫy bọn họ, muốn đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Thấy đế tộc Phân Thị đã ra tay, ánh mắt cường giả đế tộc còn lại cũng lóe lên. Tuy cường giả đế tộc Phân Thị có thực lực đỉnh phong khiến bọn họ kinh ngạc, nhưng bây giờ không phải lúc do dự. Ra tay theo đế tộc Phân Thị, có thể còn có thịt ăn đối phó với phủ đồ thánh tộc lúc trước là một ví dụ rõ ràng giết đế tộc đạm đài đế tộc cổ thần đế tộc đông phương không hề có trần trừ lưỡng lự cũng dồn dập giết ra mà đám thế lực đế tộc hạ hầu đế tộc hồn thấy thế ánh mắt cũng thầm lóe lên sau đó ra tay trong phút chốc đại chiến bùng nổ ai cũng không nghĩ tới lại là cục diện như vậy vốn dĩ thế lực các phương của vũ trụ huyền hoàng đều cho rằng lần gặp mặt này chỉ là khẩu chiến kinh sợ lẫn nhau mà thôi Kết quả vậy mà thật sự đánh nhau, sau khi đại chiến mở ra, dao động đó khiến cho cả thiên hà giới đều chấn động không ngừng. Tinh vân chôn vùi, đại tinh sụp đổ, ngay cả xương mù hỗn độn đều bị đánh ra, giống như muốn biến mọi thứ thành hỗn độn nguyên sơ. Chỉ riêng chém giết của cường giả đứng đầu đã vô cùng kịch liệt, mà chém giết của tu sĩ bình thường hai giới cũng tàn khốc y hệt. Còn người khởi sướng quân tiêu dao thì chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nhìn tất cả. Đối với hắn, cái chết của chúng sinh bình thường không đáng để ý. Đạt được vũ trụ huyền hoàng mới là mục đích của hắn. Mà suy yếu thực lực của thần điện bốn phương cũng là một bước trong kế hoạch. Bất kể thế nào, trong kế hoạch của quân tiêu giao, thần điện bốn phương chỉ có hai kết cục. Thứ nhất, bị triệt để đánh phục, nghe theo lời hắn. Thứ hai, là toàn diệt, ầm ầm trong hư không, một bóng dáng vô cùng vĩ ngạn cổ xưa, trong sự giơ tay nhấc chân đều kèm theo lực lượng khủng bố vô thượng chấn trời rung đất. Chính là một trong ngũ tiên của vân tộc, Vân Thái Đầu cũng là một trong hai cổ tổ mạch của quân Tiêu Giao. Thực lực của Vân Thái Đẩu còn cường đại hơn Vân Mặc có cấp bậc cự đầu trong đế. Khí tức lúc này quả thực như thần linh cổ xưa thức tỉnh. Cho dù là trước đó dưới hạn chế của quy tắc thiên địa vũ trụ huyền hoàng, khí tức của Vân Thái Đầu cũng đã mạnh đến mức không cách nào tưởng tượng. Đừng nói là lúc này Vân Thái Đầu có thể phát huy ra chiến lược đỉnh phong. Ông quét ngang ra một trường, dường như khiến chư thiên vạn cổ đều phải run lên, run rẩy lập cập chương 2404 thực lực của cổ tổ vân tộc, thiên hà cổ trận. Phụt, Long Hiên đại đế trực tiếp bị một trường này đánh bay, nửa người gần như nát bấy, đế huyết tung tóe thê thảm vô cùng. Đế đỉnh phong, Long Hiên đại đế cắn chặt răng, trong mắt bắn ra ánh kiêng rè. Đây là cảnh giới cao hơn cự đầu trong đế, cũng là đại đế cấp bậc cự đầu một tầng. Nếu có quy tắc thiên địa áp chế, Long Hiên không nói có thể chống lại, nhưng ít nhất bảo mệnh không có vấn đề gì. Nhưng hiện giờ thì không nhất định. Hơn nữa, Vân Thái Đẩu rốt cuộc triển lộ ra bao nhiêu thực lực, trong lòng Long Hiên Đại Đế cũng không chắc. Vân Thái Đẩu hiện tại triển lộ ra tu vi đế đỉnh phong, thật sự là toàn bộ thực lực của ông ta sao? Ngoài ra, dường như là vì Long Hiên Đại Đế ra tay với quân tiêu giao cho nên dẫn đến Vân Thái Đẩu và Vân Mặc trực tiếp gắt gao khóa chặt lấy hắn. Một đại đế cấp cự đầu, cộng thêm một đại đế bày ra thực lực đỉnh phong, dù là Long Hiên Đại Đế cũng có nỗi khổ không nói nên lời. Sớm biết như thế, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay với quân tiêu giao. Đáng chết, kẻ này có thế nào đi nữa cũng chỉ là một hậu bối thôi mà, vậy mà có thể vì hắn làm đến nước này. Trong lòng Long Hiên Đại Đế cũng oán hận, hắn đã đánh giá thấp ý nghĩa của quân tiêu giao đối với đế tộc Vân Thị. Còn cường giả đế cảnh khác, tuy cũng muốn gấp rút tiếp viện Long Hiên Đại Đế. Nhưng bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, bảy bên đế tộc còn lại tuy là vẫn bị quy tắc thiên địa áp chế, nhưng cũng không ngăn nổi nhiều người thần điện bốn phương căn bản chưa từng nghĩ tới việc sẽ trực tiếp khởi xướng đại chiến. Cho nên trí cường giả của bọn họ tới đây hôm nay cũng không đặc biệt nhiều. Mà tám đại đế tộc lại cùng đến, cho nên dù bị quy tắc thiên địa áp chế thì ít nhất về mặt số lượng, bọn họ có thể chiếm cứ ưu thế. Phụt, lại một chiêu thức khủng bố quét ngang qua, Long Hiên đại đế lần nữa hộp máu, đế huyết như ngọn lửa, bùng cháy trong hư không. Hắn có dự cảm không thể tin, hôm nay, có lẽ hắn sẽ ngã xuống mà nguyên nhân ngã xuống, chỉ là vì một tiểu bối hậu sinh. Nhanh lên, thúc giục thiên hà cổ trận, có trí cường giả của chu tước thần điện hét lên, lần này, thần điện bốn phương ngay lập tức phản ứng lại. Không sai, còn có thiên hà cổ trận, đây có thể coi như là một trong những trận pháp cổ xưa nhất, cường đại nhất của vũ trụ huyền hoàng. Hơn nữa chỉ có thần điện bốn phương mới có năng lực khống chế. Long huyền đại đế dường như đã thấy được một tia hy vọng sống. Hắn cũng trực tiếp thiêu đốt đế huyết, miễn cưỡng ngăn cản đám người vân mặc, sau đó rơi thẳng vào trong thiên hà. ba bên thần điện còn lại cũng có trí cường giả dung nhập trong đó. sau đó mỗi người bọn họ tay bấm một ấn quyết cổ xưa. đây là pháp môn trận ấn chỉ có trí cường giả của thần điện bốn phương mang huyết mạch tứ linh mới có thể điều động. thiên hà cổ trận thức tỉnh, đám người long hiên đại đế hét dài, rầm rầm rầm, trong chốc lát, dòng thiên hà vắt ngang mình mông bỗng nhiên sôi trào gào thét, giống như một con cự long ngủ đông muôn thuở bắt đầu thức tỉnh khí tức kinh khủng như vậy, làm cho khóe mắt chuẩn đế đều run rẩy, đại đế đều cau mày. Hừm, trong mắt Vân Thái đổ lóe lên một tia sáng lạ, nhưng sát tâm của ông không hề giảm đi. Long Hiên đại đế đã đụng phải vài ngược của đế tộc Vân thị, cho nên hắn phải chết. Âm đùng đùng, thiên hà minh mông vắt ngang vũ trụ, vốn chỉ chảy xuôi một cách lặng lẽ, nhưng lại bắt đầu sống lại dưới sự khống chế của cường giả thần điện bốn phương Long Hiên đại đế. Đại trận này luôn vạch ra giới hạn của chín đại vực và bốn phương thiên bởi vậy có thể thấy được lai lịch bản thân đều không tầm thường vô cùng cổ xưa đương nhiên uy lực cũng không cần nói nhiều chỉ biết rằng trong lưu truyền của vũ trụ huyền hoàng trận này từng giết không chỉ một vị đế mà trận này cũng là nguyên nhân thần điện bốn phương có nắm chắc đối diện với tám đại đế tộc có thiên hà cổ trận bọn họ sẽ không sợ đế tộc giới ngoại sẽ uy hiếp đến bốn phương thiên và thần điện bốn phương mà thiên hà cổ trận phục hồi một luồng khí thức khủng bố cũng dần tràn ngập ra ngoài không ổn Mấy cường giả đế tộc thấy thế, khóe mắt không khỏi co giật. Có trận này, bọn họ muốn đối phó với thần điện bốn phương e là khó rồi. Ha, đế tộc phân thị, các ngươi ẩn nấp kỹ đó, nhưng có tác dụng sao? Dường như cho rằng bản thân đã thoát ly hiểm cảnh, trong sắc mặt của Long Hiên đại đế mang theo sự châm chọc lạnh lẽo cùng với hận ý. Đường đường là đại đế, hôm nay lại gặp phải khuất nhục như thế. Hắn nhất định sẽ đòi lại chuyện ngày hôm nay. Phía bên đế tộc phân thị có mấy cường giả cũng trao mày, tuy bọn họ không sợ thần điện bốn phương nhưng thiên hà cổ trận này quả thực là một phiền phức không nhỏ mà quân tiêu dao lại thản nhiên nhìn thiên hà cổ trận chợt cười nói chỉ là một cổ trận lại có thể khiến các ngươi thư thái như vậy sao tiểu bối ngươi còn dám nhanh mồm nhanh miệng long hiên đại đế nhìn về phía quân tiêu dao trong ánh mắt mang theo sát ý không xóa được chính là tiểu bối như quân tiêu dao đã khiến hắn mất đi thể diện ha quân tiêu dao lắc đầu cười có tin ta phá cổ trận của ngươi không nghe thấy lời của quân tiêu dao tu sĩ phía bên vũ trụ huyền hoàng đầu tiên là ngây ra sau đó bộc phát ra náo động bên trong không thiếu châm chọc khiêu khích cùng với cười nhạo thiên hà cổ trận đây chính là đại trận cổ xưa nhất của vũ trụ huyền hoàng từng giết qua đế mà quân tiêu dao trong mắt bọn họ là một tiểu bối đời sau chưa mọc đủ lông đủ cánh lại nói phá vỡ trận này quả thật là khiến người ta cảm thấy vớ vẩn đến nực cười nhưng quân tiêu dao không thèm để ý đến những lời châm chọc này với tâm tính của hắn, sớm đã không để ý đến những thứ này. Hắn chỉ thản nhiên truyền âm với đám người vân thái đầu. Đám người vân thái đầu nghe vậy, trong mắt cũng lộ ra một tia kỳ quang, nhìn về phía quân tiêu giao. Trường 2405 Long Hiên Đại Đế ngã xuống. Ha ha, không hổ là kỳ lân nhi của tộc ta. Dứt lời, đám người vân thái đầu, vân mặc ra tay. Bọn họ đánh về phía các điểm mấu chốt đặc thù, then chốt trận pháp của thiên hà cổ trận. Đều vô dụng cả thôi. Đám người Long Hiên Đại Đế điều khiển cổ trận muốn đối kháng lại. Nhưng bọn họ kinh ngạc phát hiện, lực lượng trận pháp của Thiên Hà cổ trận đang cấp tốc suy yếu. Cảm giác uy thế của toàn bộ Thiên Hà cổ trận đang dần yếu bớt. Phía bên Vũ trụ Huyền Hoàng, những tu sĩ vừa rồi còn lộ ra vẻ mặt cười nhạo châm chọc, biểu cảm lúc này trở nên cứng ngắc, ngưng động, có vẻ hơi buồn cười. Sao có thể, vô số tu sĩ của Vũ trụ Huyền Hoàng đều khiếp sợ không gì sánh được. Đừng nói là bọn họ mà ngay cả Long Hiên Đại Đế và Cường Giả Đế Cảnh cũng có chút ngây ngốc. Có chuyện gì xảy ra vậy? Nếu thiên hà cổ trận dễ phá như vậy thì chỉ sợ sớm đã bị phá, không thể kéo dài đến bây giờ. Ngay cả trong vũ trụ huyền hoàng, những đại sư trận pháp nghiên cứu hơn vạn năm đều bó tay với thiên hà cổ trận thì một tiểu bối đời sau đến từ giới ngoại sao có thể phá được? Chẳng lẽ Vân Tiêu thiếu chủ còn là một thiên tài trận pháp à, nhưng dù như vậy cũng không khỏi khiến người ta sợ hãi đôi mắt quyến rũ của đông phương khinh vũ liên tục lóe ra dị sắc biểu hiện yêu nghiệt của quân tiêu dao hết lần này đến lần khác làm mới nhận thức của nàng còn hạ hầu thần tàng thì im lặng không thôi người này là trung thánh trong ngũ đại vương giả thiên kiêu uy danh và phong thái hoàn toàn bị quân tiêu dao che lấp có thể nói giờ phút này danh tiếng của quân tiêu dao lại lần nữa leo lên một đỉnh cao mới sợ là cái gọi là ngũ đại vương giả thiên kiêu đều bị quân tiêu dao che lấp uy danh mà toàn trường chỉ có khóe miệng của Quân Tiêu Dao là hàm chứa nụ cười như có như không. Tình hình quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của hắn, trước khi đến đây, đối với cái gọi là thiên hà giới, đương nhiên Quân Tiêu Dao cũng có tìm hiểu đôi chút, mà hắn cũng biết được một ít tin tức của thiên hà cổ trận từ chỗ của Nguyệt Thần. Dự định của Quân Tiêu Dao vốn rất sâu, đương nhiên là hắn không thể vì tiện hành động dưới tình hình có thiên hà cổ trận. Nhưng Quân Tiêu Dao đã nghĩ đến một điểm, thiên hà cổ trận này có lai lịch vô cùng cổ xưa nếu có liên quan đến chủ nhân vũ trụ huyền hoàng đó thì sao? Mà quân tiêu giao đã có được bàn tay vàng từ chỗ của mục huyền, chính là lạc ấn màu vàng thần bí đó. Quân tiêu giao hoài nghi, lạc ấn màu vàng này có liên quan đến chủ nhân vũ trụ huyền hoàng trước kia. Mà năng lực của lạc ấn màu vàng là thôi diễn các loại công pháp. Lúc trước, quân tiêu giao còn cảm thấy lạc ấn màu vàng này hơi yếu đối với hắn. Bởi vì hắn có tư chất yêu nghiệt, hoàn toàn không cần trợ giúp từ bên ngoài. Nhưng sau đó, quân tiêu dao suy nghĩ, nếu như dùng lạc ấn màu vàng này để thôi diễn thiên hà cổ trận. Vậy thì, có phải là có thể thôi diễn ra mấu chốt của thiên hà cổ trận, từ đó phá vỡ nó hay không? Quân tiêu giao cảm thấy có khả năng này, cho nên hắn đã đặt cược, hơn nữa đã cược thành công. Dưới sự thôi diễn của lạc ấn màu vàng, cổ trận vô cùng uy lực, từng giết đế, đối với hắn giống như giấy rán, yếu ớt không chịu nổi. Mà dưới sự điểm phá của quân tiêu giao, đám người vân thái đầu ra tay, Thiên hà cổ trận đang tan rã với tốc độ cực kỳ khoa trương. Mà lúc này, cường giả của Huyền Vũ Thần Điện thấy không ổn, trực tiếp rút lui. Đáng chết, Long Hiên Đại Đế nhìn thấy cảnh tượng này, mắt nhìn muốn nứt ra. Không hổ là Huyền Vũ, đúng là rùa rụt cổ, thấy tình hình không ổn đã cất bước bỏ chạy. Toàn bộ Huyền Vũ Thần Điện đều bắt đầu rút lui, nhưng điều khiến người ta khiếp sợ hơn còn ở phía sau. Chỉ thấy xa xa có một mảng lớn quân đội đen ngòm đang nghiền ép mà đến người dẫn đầu rõ ràng là thành vô cực bắc hoang vực giết quân đội bắc hoang vực do thành vô cực dẫn đầu giết ngang đến tu sĩ phía bên đế tộc đều lộ ra vẻ đề phòng nhưng cảnh tượng khiến cho bọn họ ngạc nhiên đã xuất hiện đại quân của bắc hoang vực lại trùng kích về phía tu sĩ của vũ trụ huyền hoàng đây đây rốt cuộc là chuyện gì vậy tu sĩ của vũ trụ huyền hoàng đều ngây ra thiếu chủ đại nhân nhưng thấy mấy cao tầng hoác ra thành vô cực là hoác phong đi tới bên cạnh quân tiêu dao vẻ mặt cung kính trong mắt thậm chí mơ hồ mang theo một tia cuồng nhiệt. Bởi vì liên quan đến chủng ma tâm kinh, quân tiêu giao có được ma chủng nguyên sơ đối với bọn họ giống như thần thật sự. Đây là cảm giác rất vi diệu phát ra từ nội tâm, nhưng lại ăn sâu bén dễ. Cái gì, đại quân này nghe lệnh vân tiêu thiếu chủ sao? Các đế tộc khác đều trợn tròn mắt, một mình quân tiêu giao, sao có thể khiến cho thế lực các phương bắc hoang vực tâm phục khẩu phục được thế? Cho dù là một phương đế tộc xuất mã, cũng không nhất định có thể làm được nhưng một mình quân tiêu giao lại làm được quân tiêu dao khẽ mỉm cười trước đây hắn đã đến bắc hoang vực đương nhiên là phải chuẩn bị bắc hoang vực đám phản đồ các ngươi muốn toàn vực bị tiêu diệt sao long hiên đại đế tức giận phát ra tiếng gầm gừ hiện tại còn muốn tiêu diệt người khác sao lo cho tính mạng của mình trước đi quân tiêu dao lắc đầu nói không còn thiên hà cổ trận gây trở ngại đám người vân thái đổ trực tiếp giết về phía long hiên đại đế vốn đã bị thương nặng phụt đế huyết vẩy ra rực rỡ như pháo hoa, có đại đạo kêu lên, thể hiện hiện tượng đế ngã xuống. Long Hiên đại đế, bỏ mình, chương 2406 Nguyệt thần ra tay, Nguyệt thần thánh tộc phản loạn. Khó có thể tưởng tượng được sự chấn động khi một đại đế ngã xuống ngay trước mắt. Chuyện này khiến một đám tu sĩ của vũ trụ huyền hoàng đều ong cả đầu, không thể tin được. Đây chính là một đại đế sừng sững ở đỉnh chúng sinh. Vậy mà lại khinh địch như vậy, bỏ mình trong tay của tổ đế tộc phân thị, Quân tiêu giao chắp tay nhìn máu bắn tung tóe đầy trời, vẻ mặt thở ơ. Đại đế chết ở trước mình, nhưng mặt không đổi sắc. Nghiêm túc mà nói, vị đại đế này bởi vì hắn mà chết. Dù sao nếu không phải hắn muốn ra tay với quân tiêu giao thì đám người vân thái đấu không nhất thiết phải đẩy hắn vào chỗ chết. Mà lúc này, vân thái đấu cũng lên tiếng, nếu có kẻ nào không biết xấu hổ, dám tự mình ra tay với kỳ lân nhi của tộc ta, đây là vết xe đổ. Vân thái đấu nói một cách thờ ơ nhưng lại khiến cho cường giả đế tộc còn lại run lên trong lòng. Xem ra quân tiêu giao này, thật sự là không thể động. Trừ khi cho thế hệ trẻ ra tay, nhưng sau khi nhìn thấy thực lực yêu nghiệt cấp độ nghịch thiên của quân tiêu giao. Phóng mắt khắp giới hải, có bao nhiêu thế hệ trẻ có thể chống lại hắn. Còn chân áp, vậy càng giống như nói mơ giữa ban ngày. Thiên hà cổ trận tan biến, đại quân bắc hoang vực gấp rút tăng thêm tiếp viện. Còn có huyền võ thần điện rút lui, tám đại đế tộc bên này, rõ ràng là có thêm ưu thế áp đảo ầm um, một kích thần thông cuồn cuộn va chạm thái hư vương của thái hư thánh tộc rút lui một bên khác nguyệt thần cũng vừa mới giao thủ với một vị cường giả đế tộc khác nguyệt thần tình hình không ổn chúng ta nên rút lui ánh mắt thái hư vương tối sầm nhanh chóng nói năm đại thánh tộc chỉ còn lại ba so sánh với bốn phương thần điện tổ chức ba đại thánh tộc rõ ràng càng thêm liên kết tình hình trước mắt dựa vào bọn họ cũng không cách nào thay đổi cục diện được, Nguyệt Thần khẽ gật đầu, Thái Hư Vương quay người, chuẩn bị rời đi. Mà đúng lúc này, Nguyệt Thần bỗng nhiên giơ bàn tay ngọc ra và bùng nổ toàn bộ thực lực, không chút lưu tình, oanh kích đánh lén từ phía sau hắn. Thái Hư Vương phun ra một búng máu lớn, thân thể xuất hiện vết dạn nứt. Một trường này của Nguyệt Thần có thể nói là dùng hết toàn lực, không mảy may do dự. Nguyệt Thần, ngươi, Thái Hư Vương trừng mắt, ông ta không bao giờ nghĩ rằng Nguyệt Thần sẽ ra tay với ông ta. Nguyệt Thần, ngươi đang làm cái gì thế? một bên khác cổ linh tử của tổ linh thánh tộc cũng hết sức kinh ngạc khuôn mặt nguyệt thần vô cùng lạnh lùng nguyệt thần người muốn làm gì ba đại thánh tộc chúng ta hiện tại có thể nói là trên cùng một chiếc thuyền thái hư vương thân thể xuất hiện những vết nứt khóe miệng chảy máu lúc này đôi mắt ông ta như muốn bùng cháy nhìn chằm chằm nguyệt thần người nào trên cùng một chiếc thuyền với các ngươi giọng nói của nguyệt thần nhẹ nhàng lại mang theo sự lạnh lùng không chút tình cảm ngay sau đó Nàng mở miệng nói, "Nguyệt Thần Thánh tộc nghe lệnh, hiệp trợ Đế tộc phân thị, vây quét thế lực vũ trụ huyền hoàng." Tiếng nói của Nguyệt Thần vừa rơi xuống, một số cường giả cao tầng của Nguyệt Thần Thánh tộc chuyển ngược thế công, nhắm ngay Đồng Minh Thánh tộc bên cạnh. Lần này, có thể nói là đánh cho thế lực vũ trụ huyền hoàng trở tay không kịp. Rõ ràng, những cao tầng của Nguyệt Thần Thánh tộc này đã biết được một ít tình hình từ chỗ Nguyệt Thần. Nhưng một số tu sĩ bình thường của Nguyệt Thần Thánh tộc lại có chút lờ mờ. Các nàng chẳng hay biết gì. Nhưng sau khi nhìn thấy Nguyệt Thần và các cường giả cao tầng trong tộc đều chống lại Vũ trụ Huyền Hoàng, các nàng cũng không lưỡng lự quá nhiều, bắt đầu ra tay với thánh tộc bên cạnh và tu sĩ thần điện. Dù sao, cho dù các nàng không phản loạn, đến lúc đó, tu sĩ Vũ trụ Huyền Hoàng cũng sẽ trút giận lên người các nàng. Khoảnh khắc Nguyệt Thần phản loạn, ra tay với Thái Hư Vương, toàn bộ Nguyệt Thần thánh tộc đã không còn chỗ cho sự lựa chọn và hối hận. Ở bên phía Nguyệt Thần thánh tộc, một vị nữ tử, sắc mặt trắng bệch có vẻ hơi khó tin. Hiển nhiên là Nguyệt Thần Thánh Tộc Thánh Nữ, Y Thương Nguyệt. Nguyệt Thần Đại Nhân, chuyện này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Y Thương Nguyệt cũng không ngốc, biết liên hệ nhân quả trước sau. Nghĩ đến quân tiêu giao nhờ nàng định ngày hẹn Nguyệt Thần. Chẳng lẽ vào lúc đó, quân tiêu giao đã đạt được thỏa thuận với Nguyệt Thần rồi ư? Một là Nguyệt Thần Đại Nhân mà nàng tôn kính và yêu quý nhất. Một là ý trung nhân mà nàng thầm yêu mến, kết quả từ đầu đến cuối, chỉ có nàng là không biết gì cả điều này khiến nỗi lòng y thương nguyệt rối rắm vô cùng phức tạp còn thế lực khác của vũ trụ huyền hoàng cũng không thể tin nổi nguyệt thần thánh tộc các ngươi điên rồi bất kể là các cường giả đại thần điện hay là cường giả của thái hư thánh tộc và tổ linh thánh tộc đều gầm lên bọn họ không ngờ ngay cả thánh tộc cũng sẽ làm phản người nào lại có năng lực có thể làm cho đường đường nhất mạch thánh tộc phản loạn như thế nguyệt thần thánh tộc không phải là tồn tại không đáng để ý thậm chí so với đại quân bắc hoang vực phản loạn vừa rồi các nàng càng khiến vũ trụ huyền hoàng kinh ngạc hơn chiến cuộc trước mắt vốn đã nguy như trồng trứng sắp đổ mà sự phản loạn của nguyệt thánh tộc rõ ràng là cọng dơm cuối cùng làm con lạc đà sụp đổ sự phản bội của các nàng lại một lần nữa khiến thế lực vũ trụ huyền hoàng vốn đã bị thương rất nặng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đế tộc phân thì có được chiến lược đỉnh phong hoàn chỉnh cộng thêm đế tộc còn lại còn có đại quân bắc hoang vực và nguyệt thần thánh tộc phản loạn Thế lực của vũ trụ huyền hoàng trong khoảnh khắc tán loạn. Trước đó Thanh Long thần điện, Long Hiên đại đế ngã xuống, cũng chỉ là phần mở đầu mà thôi. Sau đó, lại xuất hiện hình ảnh đại đế sụp đổ. Một đại đế của Chu Tước thần điện ngã xuống, tuy vị đại đế này chỉ mới tiến vào đế cảnh, nhưng dù gì cũng là một vị đại đế, địa vị phi phàm, vậy mà dễ dàng chết ở đây. Chỉ có thể nói, thực lực của Vân Mặc và Vân Thái đấu mạnh đến đỉnh cao nhất. Chương 2407 Vũ trụ huyền hoàng đại bại không hổ là hai trong mũ tiên của vân tộc, thấy thực lực khủng bố của hai cổ tổ vân thị, đừng nói là thế lực vũ trụ huyền hoàng, cho dù là bên đế tộc cũng có rất nhiều cường giả sợ hãi, trong lòng vô cùng kiêng rè. Tám đại đế tộc cũng không hề hòa thuận, trước mắt chẳng qua là tạm thời liên hợp mà thôi, mà trong sự tuyệt vọng như vậy, đại quân của thế lực vũ trụ huyền hoàng rốt cuộc bắt đầu chạy tán loạn bốn phía. Huyền võ thần điện cũng đã sớm chạy, thanh long thần điện, bạch hổ thần điện, chu tước thần điện đều có tổn thất rất lớn. Đặc biệt là Thanh Long Thần Điện, có lẽ là bởi vì Long Hiên Đại Đế từng ra tay với quân tiêu giao nên cường giả của đế tộc Vân Thị gần như là nhìn chằm chằm vào cường giả của Thanh Long Thần Điện để chém giết. Từ đó làm cho Thanh Long Thần Điện tổn thất nặng nề. Chỉ có cực ít tu sĩ thần điện thoát được một mạng. Phần lớn đều ngã xuống ở thiên hà giới, mà Thái Hư Thánh tộc và Tổ Linh Thánh tộc cũng không khá hơn chút nào. Nguyệt Thần đánh lén Thái Hư Vương, tăng thêm cường giả vây quét đế tộc Vân Thị. Thái hư vương ôm hận ngã xuống trong một tiếng gầm thét kinh thiên. Có thể nói, ông ta cũng xem như là một người kiệt xuất đầy bản lĩnh và quyết đoán. Không chút do dự phát động cuộc chiến diệt toàn bộ mục thiên thánh tộc. Chỉ tiếc, ngàn tính vạn tính không tính bằng quân tiêu giao. Thậm chí cuộc chiến diệt tộc kia đều là quân tiêu giao một tay sắp xếp kế hoạch. Cường giả thánh tộc còn lại đều chạy tán loạn khắp nơi. Ngay khi cường giả đế tộc muốn đuổi theo giết những tu sĩ thiên thần điện chạy trốn kia, quân tiêu giao lại nói, không cần, giặc cùng đường chớ đuổi. Đối với quân tiêu giao, trận chiến này đã giành được kết quả lý tưởng. Bản thân không chỉ chiếm được ba hỏa chủng còn dư lại mà còn khiến các thế lực của đế tộc Vân Thị đánh bại thần điện bốn phương. Ít nhất tiêu diệt bộ phận sức mạnh của thần điện bốn phương. Nhưng quân tiêu giao hiểu được, tuy lần này thần điện bốn phương đại bại nhưng nội tình vẫn còn ở. Bọn họ có thể sánh với năm đại thánh tộc lại càng dây dưa. Thậm chí ở trong lòng quân tiêu giao có một phỏng đoán, Thần điện bốn phương này và chủ nhân thần bí của vũ trụ huyền hoàng có thể có quan hệ nào đó hay không? Nếu không tại sao thiên hà cổ trận chỉ có thể bị thần điện bốn phương khống chế chứ? Thế nên trước mắt, quân tiêu giao mới để tu sĩ của đế tộc không đi bốn phương thiên đuổi giết. Nói không chừng đến lúc đó, thần điện bốn phương còn có thể quay lại. Hoàn toàn không cần thiết như vậy. Nghe thấy lời nói của quân tiêu giao, tu sĩ của đế tộc vân thị bên này đều dừng bước chân đuổi giết. Bây giờ, quả thực khó có thể hình dung sự sùng bái của bọn họ đối với quân tiêu giao. Cho dù là những trưởng lão thân phận khá cao cũng vô cùng tin phục quân tiêu giao. Trải qua trận chiến này, địa vị của quân tiêu giao ở trong đế tộc Vân Thị lại lên tầm cao mới một lần nữa. Còn những đế tộc khác nhìn thấy đế tộc Vân Thị thế mà không đuổi theo, bọn họ cũng dừng bước. Suy cho cùng bây giờ, ở trong vũ trụ huyền hoàng, chỉ có cường giả của đế tộc Vân Thị mới có thể phát huy đầy đủ chiến lược đỉnh cao. Thế nên đế tộc Vân Thị không ra tay, bọn họ cũng không thể nào đuổi giết tới các vị bây giờ điều chúng ta muốn không phải là đuổi giết người ngựa của thần điện bốn phương thần điện bốn phương không hề đơn giản nội tình chân chính của bọn họ lần này không đến thế nên trước mắt điều chúng ta cần làm nhất là quét sạch thái hư thánh tộc và tổ linh thánh tộc chiếm cứ lãnh địa và tài nguyên của bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức cứ như vậy cho dù là thần điện bốn phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ những lời này của quân tiêu giao có thể nói là rất có trật tự cho dù là đế tộc hạ hầu không vừa mắt quân tiêu giao cũng không tìm ra sơ hở gì vân tiêu tiểu hữu nói có lý bên đế tộc đạm đài đạm đài ngọc long lên tiếng giọng điệu không che giấu chút tán thưởng nào quân tiêu giao này lúc khởi xướng chiến tranh thì không hề do dự bây giờ đại thắng vũ trụ huyền hoàng hắn không kêu không hấp tấp không tham công liều lĩnh mà lựa chọn làm đâu chắc đấy tâm tính này thủ đoạn này ngay cả nhân vật cấp cổ tổ như đạm đài ngọc long đều than thở không dứt Đồng thời còn thấy vui mừng khi ánh mắt của mình đúng đắn. Trong mắt đẹp của Đạm Đài Thanh Tuyền có ý kiêu ngạo tự hào. Đây là nam tử nàng yêu quý, dựa vào sức một mình mình dẫn dắt tám đại đế tộc, đại thắng vũ trụ huyền hoàng. Vương giả Thiên Kiêu như hạ hầu thần tàng ở trước mặt quân tiêu giao có vẻ ảm đạm không ánh sáng, không có chút phong thái nào. Được rồi, các vị, binh quý thần tốc, chúng ta cần tấn công thái hư thánh tộc và tổ linh thánh tộc lúc bọn họ còn chưa hoàn toàn trở về phòng ngự công hãm thành công dứt điểm, sau đó sẽ dễ dàng hơn. Quân tiêu giao nói, đám cường giả đế tộc ở đây khẽ gật đầu, trong vô hình, không riêng gì ở đế tộc phân thị mà ngay cả trong tám đại đế tộc, quân tiêu giao đều đã có quyền nói chuyện và địa vị bất phàm. Chờ tám đại đế tộc bắt đầu rút lui khỏi thiên hà giới. Dĩ nhiên còn có đại quân của Bắc Hoang Vực và Nguyệt Thần Thánh Tộc. Chuyện ở nơi đây coi như là đã hạ màn xuống, sau đó tin tức kia cũng như cuồng phong bão táp thổi quét cả vũ trụ huyền hoàng. Giây đầu tiên tất cả tu sĩ của vũ trụ huyền hoàng nghe tin tức ấy đều mở to mắt, không thể tin. Không phải nói lần này thiên hà giới chỉ đàm phán rằng co thôi sao. Sao còn đánh nhau, hơn nữa kết quả hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của tu sĩ vũ trụ huyền hoàng. Thiên hà cổ trận bị phá, nhóm thế lực thần điện bốn phương thảm bại, các trí cường giả như Long Nguyên Đại Đế, Thái Hư Vương đã chết. Nguyệt thần thánh tộc và Bắc Hoang vực làm phản, tin tức quả thực khiến đầu óc tu sĩ vũ trụ huyền hoàng tu sĩ trống rỗng sao tình huống thoáng cái xảy ra thay đổi cực lớn như thế. Điều khiến rất nhiều tu sĩ của vũ trụ huyền hoàng càng hít thở không thông chính là đại quân của đế tộc giới ngoại đã bắt đầu đánh về phía vô lượng vực và tổ linh vực. Chính là địa bàn của Thái Hư Thánh Tộc và Tổ Linh Thánh Tộc. chương 2408 nỗi oán hận của Y Thương Nguyệt. Chẳng lẽ, từ nay về sau, năm đại thánh tộc trở thành lịch sử? Rất nhiều tu sĩ của vũ trụ huyền hoàng đều thất thần thì thào. Nếu hai tộc này thật sự bị diệt, vậy ngoài nguyệt thần thánh tộc làm phản, năm đại thánh tộc hoàn toàn trở thành lịch sử. Mà tất cả tu sĩ của vũ trụ huyền hoàng đã hiểu. Tất cả điều này chỉ là vì một người, thiếu chủ đế tộc vân thị giới ngoại, vân tiêu. Mà trong vũ trụ huyền hoàng sau này, trận chiến của thiên hà giới cũng được gọi là chiến dịch thiên hà. Chiến dịch thiên hà trở thành một bước ngoặt quan trọng thay đổi vận mệnh của vũ trụ huyền hoàng. Dĩ nhiên, những điều này là nói sau. Sau đó, tám đại đế tộc, đại quân Bắc Hoang Vực, còn có nguyệt thần thánh tộc cũng chia binh làm hai đường một nửa đi tổ linh thánh tộc một nửa đi thái hư thánh tộc hơn nữa bởi vì có nguyệt thần thánh tộc nên có hiểu biết về nội tình trong hai tộc bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng về phần thần điện bốn phương sau tổn thất lớn lần này trong khoảng thời gian ngắn hiển nhiên sẽ không phái người đi tiếp viện hai đại thánh tộc nữa thế nên kết cục của hai đại thánh tộc đã định trước rồi còn quân tiêu giao thì ngược lại không tiếp tục tham dự hai chiến tranh này bởi vì loại chiến tranh không có chút hồi hộp nào như thế, quân tiêu giao không hề thấy hứng thú tí gì. Giờ phút này, bên trong một chiếc thuyền đắt tiền của đế tộc Vân Thị, quân tiêu giao thản nhiên nhìn nữ tử lạnh lùng như điêu khắc từ ngọc trước mặt. Bộ váy màu xanh nhạt, tôn lên vóc người đẹp đẽ. Da thịt trắng muốt, dung nhan tuyệt mỹ, khóe mắt có một nốt ruồi lệ dịu dàng, khiến khí chất nữ tử vốn dĩ trong trẻo lạnh lùng thêm vài phần khiến lòng người rung động. Chỉ là giờ phút này, sắc mặt nữ tử hơi phức tạp và rối rắm chính là y thương nguyệt, thương nguyệt, như ngươi nhìn thấy, tình huống thật sự là như thế. Rất xin lỗi vì lúc trước đã che giấu ngươi, giọng điệu quân tiêu giao ôn hòa, lộ vẻ ái náy. Thế nên những chuyện lúc trước đều là giả dối sao, y thương nguyệt yên lặng cắn môi, nhìn quân tiêu giao. Ngươi đang nói, chuyện về mục huyền, quân tiêu giao hỏi, y thương nguyệt lại lăn tăn nói, không phải, cho dù tình huống cụ thể như thế nào, hắn đã chết, thương nguyệt không còn nhớ hắn. Ta nói, Ngọc Công Tử, không có lẽ nên gọi là vân tiêu thiếu chủ những gì trước đây người đối xử với ta đều là làm bộ sao đương nhiên không phải quân tiêu giao khẽ mỉm cười nói ta rất vui vì có thể gặp ngươi ở vũ trụ huyền hoàng y thương nguyệt vẫn im lặng một lúc lâu nàng mới nói thật ra ta oán hận ngươi ta hiểu được quân tiêu giao gật đầu như hiểu rõ nhưng ta chỉ oán hận ngươi tại sao hồi đó lại cùng nguyệt thần đại nhân gạt ta ngươi trực tiếp nói cho ta biết chân tướng ta phải làm thế nào đâu ẩn ý trong lời nói của y thương nguyệt là tuy quân tiêu giao nói chân tướng với nàng, nàng cũng không tố giác phản bội quân tiêu giao. Chỉ là bởi vì khi đó, ta và ngươi không thuộc cùng một trận doanh, thế nên vì để tránh cho thương nguyệt làm khó ngươi mới làm như thế. Ta rất lo lắng ngươi sẽ từ chối ta bởi vì thân phận thiếu chủ giới ngoại của ta, có ngăn cách với ta. Quân tiêu giao thở dài, một tiếng thở dài đủ khiến bất kỳ nữ tử nào tan nát cõi lòng. Có thật không, ánh mắt y thương nguyệt như lóe lên lệ quang. Nói như vậy, từ đầu đến cuối quân tiêu giao đều suy nghĩ cho nàng, sợ làm khó nàng. Quân tiêu giao thấy thế thì không nói thêm gì, trực tiếp tiến lên duỗi tay. Trong ánh mắt hơi ngây ra của y thương nguyệt, hắn nhẹ nhàng tháo đôi khuyên tai bảo thạch trên tai nàng xuống. Ở nguyệt thần thánh tộc có một tập tục, nếu nam nữ vừa gặp đã yêu, nam tử sẽ gỡ khuyên tai bảo thạch xuống. Nếu như nữ tử không muốn thì sẽ đoạt lại, lúc trước khuyên tai của nguyệt thần chính là bị vân thiên nhai lấy đi. Mà bây giờ, lịch sử tương tự luôn kinh người có thể tặng ta khuyên tai này của ngươi không? Quân tiêu giao dịu dàng nói bên tai y thương nguyệt, ngụ ý không cần nói cũng hiểu, đầu óc của y thương nguyệt trống rỗng, hoàn toàn quên mất trả lời thế nào. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới quân tiêu giao sẽ có hành động này. Điều này đối với nữ tử nguyệt thần thánh tộc quả thực không khác gì cầu hôn. Đối với nàng, quân tiêu giao là thiếu chủ đế tộc cao cao tại thượng. Ngay cả năm đại thánh tộc và thần điện bốn phương cũng bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có thể nói một nam tử như vậy, tuyệt đối là mơ ước của tất cả nữ tử. Nhưng giờ phút này, quân tiêu giao lấy khuyên tai của nàng xuống. Điều này có ý nghĩa khác thường đối với nữ tử của Nguyệt Thần Thánh Tộc. Bởi vì năm đó, Vân Thiên Nhai chính là vì làm vậy nên đã cướp đi trái tim của Nguyệt Thần. Mà nay lịch sử tái hiện, khác biệt duy nhất chính là trước đây, thật ra y thương Nguyệt có tình cảm đối với quân tiêu giao, đã thầm có tâm hồn thiếu nữ. Oán hận lúc trước của nàng chỉ là là hận quân tiêu giao luôn gạt nàng mà thôi. Bây giờ, quân tiêu giao hạ đòn sát thủ có thể nói bất kỳ nữ tử nào cũng không chịu được một nam tử tuyệt thế đối mặt đại đế mà mặt không đổi sắc thậm chí có thể chuyện trò vui vẻ trên chiến trường giờ phút này lại nhẹ nhàng mềm giọng với nàng như thế chỉ sợ trong lòng y thương nguyệt có nhiều oán hận hơn nữa cũng biến thành mềm yếu y thương nguyệt lấy lại tinh thần không hề hay biết lúm đồng tiền và cổ ngọc như băng tuyết đã sớm nổi lên một tầng hồng nhạt Mỹ nhân băng sơn nổi tiếng ở vũ trụ huyền hoàng này lộ ra một mặt ngượng ngùng mà người khác tuyệt đối không thấy được. Nàng nhẹ nhàng ừ, một tiếng, là thánh nữ thừa kế vị trí nguyệt thần trong tương lai, nàng cũng đi lên vận mệnh giống như nguyệt thần. Khúc mắc của y thương nguyệt được xử lý hoàn toàn, nàng rời khỏi với tâm trạng thoải mái, cho dù như thế nào, nguyệt thần thánh tộc đã khóa chặt quan hệ với đế tộc vân thị. Sau này, hiển nhiên nàng sẽ trở thành nguyệt thần thế hệ mới, toàn lực trợ giúp quân tiêu giao chương 2409 ai là thiên mệnh chi nhân, Long khiếu hoàng. Nhìn bóng lưng y thương nguyệt rời đi, sắc mặt quân tiêu giao bình tĩnh. Mà lúc này, một âm thanh mơ hồ mang chút vui đùa bỗng nhiên vang lên. Tiêu nhi, ở phương diện duyên nữ nhân, quả nhiên ngươi kế thừa phụ thân của ngươi. Quân tiêu giao quay đầu, thấy một nữ tử mặc váy trắng, khí chất lạnh lùng, xinh đẹp như khói cổ, mắt cười đang nhìn hắn. Thì ra là tiểu cô mẫu, ban đầu khi ngươi dẫn ta trở về nguyệt thần thánh tộc, ghen tức trong mắt nàng sắp tràn ra. Cho nên nàng không thể nào rời khỏi ngươi. Vân Anh Lạc nói, quân tiêu giao lại nói, tương lai nguyệt thần thánh tộc còn cần thương nguyệt lãnh đạo. Thế nên cho dù như thế nào cũng phải ổn định nàng. Hơn nữa đây cũng là một trong những điều kiện của nguyệt thần, khiến ta không thể cô phụ nàng. Chật chật, tiêu nhi, nàng cũng là một nữ tử tốt, chẳng lẽ không thể đả động ngươi à? Vân Anh Lạc liếc mắt nhìn quân tiêu giao, quân tiêu giao hơi đưa ra, sau đó lắc đầu nói, nàng có thể đi theo ta, ta sẽ đối xử tốt với nàng, nhưng cũng chỉ như thế. Tại sao, ta luôn cảm giác dường như tiêu nhi người có tâm sự. Dường như trong lòng ngươi đang cất giấu một người, điều này khác với duyên nữ nhân đào hoa của ngươi. Vân Anh lạc liếc nhìn quân tiêu giao thật sâu, có đôi khi, nam tử nhìn qua càng hoa tâm phong lưu, khả năng ngược lại còn càng trung thành. Ví dụ như Vân Thiên Nhai, cho dù là yến thanh hoa của tắc hạ học cung, hay là nguyệt thần của nguyệt thần thánh tộc, giữa ông với họ đều có một chuyện xưa, tuy cũng chỉ là tương tư đơn phương nhưng bây giờ ông cực kỳ một lòng với Nguyệt Chỉ Lam càng khiến nhân vật cấp cổ tổ âm thầm bảo vệ mẹ con các nàng a à, thì ra là ở trong mắt tiểu cô mẫu ta là người lăng nhăng như vậy sao Quân Tiêu giao nói sang chuyện khác không để lại dấu vết hắn cũng không muốn bàn về chuyện này được rồi không nói chuyện này bây giờ kết cục của năm đại thánh tộc đã định sau này ngươi có kế hoạch gì Vân Anh là cũng là một nữ tử cực kỳ thông tuệ nhạy bén chuyển đề tài Quân Tiêu giao hơi trầm ngâm sau đó nói sau khi tiêu diệt năm đại thánh tộc thần điện bốn phương nhất định sẽ có chút động tính chỉ là bọn họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ hơn nữa bây giờ quan trọng nhất không phải là thần điện bốn phương mà là cái gọi là thiên mệnh quân tiêu giao nói thiên mệnh sao vân anh lạc lộ ra nghi ngờ chỉ có người kế thừa ý chí thiên mệnh chủ nhân của vũ trụ huyền hoàng mới có thể khởi động một vài lăng mộ thần bí mà trong lăng mộ có lẽ có sự tồn tại liên quan đến nhân quả vũ trụ huyền hoàng thế nên bây giờ chỉ cần lẳng lặng đợi chờ thiên mệnh chi nhân xuất hiện là được. Quân tiêu giao nói, vậy tiêu nhi cảm thấy, cái gọi là thiên mệnh chi nhân có khả năng là loại thân phận nào? Vân Anh lạc hỏi, trong mắt quân tiêu giao hiện lên vẻ u ám, lời nói có thâm ý. Thật ra thậm chí ta cảm thấy, cái gọi là thiên mệnh chi nhân có lẽ chưa chắc là sinh linh của vũ trụ huyền hoàng. Ồ, Vân Anh lạc kinh ngạc, tiếp tục chờ đợi, ánh mắt quân tiêu giao thâm thúy. Phạm vi của bốn phương thiên rất rộng lớn, không nhỏ hơn chín đại vực bao nhiêu, mà ở trong đó chính là khu vực mà Vũ trụ Huyền Hoàng, Thần Điện Bốn Phương thống trị. Trước đây, chín đại vực và Bốn Phương Thiên, lấy Thiên Hà Cổ Trận của Thiên Hà Giới làm ngăn cách, phân chia ra hai khu vực. Nhưng trong chiến dịch Thiên Hà Giới, Thiên Hà Cổ Trận bị phá hủy. Do đó dẫn đến Thần Điện Bốn Phương mất đi bức tường cản trở và bảo vệ mấu chốt nhất. Cộng thêm còn có các cường giả thần điện ví dụ như Long Hiên Đại Đế hao tổn ở trong trận chiến ấy thế nên dẫn đến thần điện bốn phương không thể siêu nhiên thong rong như lúc trước những đế tộc khác thì không bàn đến chỉ riêng một đế tộc vân thì có cường giả thực lực đỉnh cao đã đủ khiến thần điện bốn phương kiêng kỵ chứ đừng nói là còn đại quân làm phản của nguyệt thần thánh tộc và bắc hoang vực thế nên thần điện bốn phương thật sự không thể yên lòng mà sau chiến dịch ở thiên hà giới lại có tin tức truyền ra đế tộc giới ngoại lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tai tấn công về phía thái hư thánh tộc và tổ linh thánh tộc nhưng thần điện bốn phương lại không có ý ra tay, bởi vì bản thân bọn họ hao tổn rất nhiều người ngựa. Cộng thêm có phần kiêng kỵ, sợ rơi vào bẫy dập của đế tộc giới ngoại, thế nên dập tắt suy nghĩ tiếp viện Một trong những bốn phương thiên, thương mộc thiên, còn đây là cương vực thanh long thần điện trong thần điện bốn phương thống trị. Phóng mắt nhìn lại, linh khí thiên địa tươi xanh rồi rào. Đông thanh long thuộc mộc, mà thương mộc thiên là một cảnh tượng sinh cơ bừng bừng. Nhưng thân là người thống trị của thương mộc thiên. Thanh Long Thần Điện lại không nhàn nhã như vậy. Cùng với thiên hà cổ trận bị phá, cho dù là bốn phương thiên cũng không thể giữ vững sự siêu nhiên ở trên cao đó. Đáng chết, ở chỗ sâu của Thương Mộc Thiên, vùng đất thuộc Thanh Long Thần Điện, bên trong một long cung cổ xưa. Có trí cường giả của Thanh Long Thần Điện phát ra âm thanh tức giận. Đế tộc phân thị của giới ngoại thật sự xảo trá, lại vẫn luôn giấu giếm tình hình bọn họ có thực lực đỉnh cao. Từ đó khiến nhóm người Long Hiên Đại đế chết một đại đế chết đó cũng không phải là chuyện nhỏ gì dù trong thế lực bá chủ sức mạnh của một đế cũng nặng tới không thể tưởng tượng được có thể coi là nội tình bên trong kết quả thế mà cũng vẫn chết điều này đối với thanh long thần điện có thể nói là đả khích không nhỏ đúng là thanh long thần điện không thể chỉ có một đế là long hiên đại đế nhưng cường giả đế cảnh không có khả năng có quá nhiều một tay là có thể tính ra được nhất định phải trả thù đế tộc phân thị cơn tức này thanh long thần điện ta không nuốt trôi có ánh mắt trí cường giả lạnh như băng, là một trưởng lão có quan hệ không tệ với Long Hiên Đại Đế. Mà lúc này, bóng dáng ngồi trên thủ tọa được bao phủ trong ánh sáng mơ hồ thản nhiên khoát tay. Xung quanh lập tức yên lặng như tờ, đủ để thấy hy vọng của hình bóng này, bởi vì hắn chính là điện chủ của Thanh Long Thần Điện, hoàng giả đời thứ nhất, Long Khiếu Hoàng. Chương 2410 Hoàng giả bốn phương, hội nghị tứ hoàng. Thần điện bốn phương là thế lực đứng đầu vũ trụ huyền hoàng. Nội tình không hề đơn giản trong mỗi một thần điện đều có một hoàng giả vô địch cái thế khí phách kinh người bọn họ hợp lại xưng là hoàng giả bốn phương mà long khiếu hoàng chính là hoàng giả của thanh long thần điện nói về trình độ nào đó bọn họ tương tự cổ hoàng trong hoàng tộc thái cổ hơn nữa còn là loại hoàng giả cổ có bối phận vô cùng cổ xưa địa vị cực cao thực lực cực mạnh chẳng qua cho dù là người có chiến lược cấp đứng đầu của vũ trụ huyền hoàng như long khiếu hoàng khi đối mặt đế tộc vân thì cũng cẩn thận từng bước không muốn hành động thiếu suy nghĩ lần này đế tộc Vân Thị thật sự đi hơi xa, chỉ là cường giả của đế tộc Vân Thị, có thể sở hữu chiến lực đỉnh cao. Vân mặc kia thì thôi, nhưng mà Vân Thái Đẩu, Long Khiếu Hoàng trầm ngâm, nghe đến đó, những cường giả khác của Thanh Long Thần Điện trầm mặc. Thực sự Thanh Long Thần Điện bọn họ rất mạnh, còn có trí cường tồn tại như Long Khiết Hoàng. Nhưng đế tộc Vân Thị cũng không ngồi không, đặc biệt là Vân Thái Đẩu, ngay cả trong lòng Long Khiết Hoàng có điều cố kỵ. Mà Vân Thái Đẩu cũng chỉ là một trong ngũ tiên của vân tộc mà thôi có thể nói gặp gỡ đối thủ bực này đổi lại thế lực khác đều nhức đầu chuyện này bổn hoàng không thể một mình quyết định dựa hết vào thanh long thần điện ta thì không thể nào đối phó đế tộc vân thị và thế lực còn lại cũng là lúc mở hội nghị tứ hoàng long khiếu hoàng nói lại muốn mở hội nghị tứ hoàng sao vài cường giả của thanh long thần điện đều giật mình đây chính là cuộc hội đàm của bốn hoàng giả thần điện bốn phương theo lẽ thông thường chỉ có tình huống quyết định quyết sách trọng đại của thần điện bốn phương thậm chí là liên quan đến an nguy cả vũ trụ huyền hoàng mới có thể mở hội nghị chẳng lẽ đế tộc vân thị lại ép thần điện bốn phương đến mức thế sao bên kia ở thanh long thần điện trong một đấu võ trường sau khi hai hình bóng va chạm thì tách ra đó là hai nam tử khí chất bất phàm đang giao thủ va chạm phi phạm huynh quả nhiên thực lực không tầm thường một nam tử trong đó mặc chiến giáp màu xanh cầm long thương trong tay trên chắn có sừng màu xanh vàng trong khí thế có chút không tầm thường tài hoa xuất chúng hắn chính là thiên kiêu đứng đầu thanh long thần biệt tên là long khám trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch thanh long cực kỳ đậm đặc long thương hắn đang cầm trong tay chính là binh khí làm bạn cực kỳ phi thường nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là sự tồn tại giao thủ với hắn là một nam tử đang mặc áo bào màu vàng sáng có phong thái hoàng giả ung dung rõ ràng là sở phi phàm chẳng qua giờ phút này sở phi phàm đã dịch dung hắn không dễ dàng lấy dung mạo thật gặp mọi người thực lực của long khám huynh khiến người ta xem thế là đủ sở phi phàm khẽ mỉm cười lúc trước hắn và sở tiêu đều là tự mình lần lượt tiến vào vũ trụ huyền hoàng sở phi phàm cũng là một người có khí vận trước đó hắn đúng là đi tới bốn phương thiên một cách bất ngờ trong đó cũng có nhiều kỳ ngộ khiến thực lực của hắn trở nên càng thâm sâu hơn so với trước ngoài ra hắn gặp phải thiên kiêu đứng đầu của thanh long thần điện sở phi phàm không giấu giếm nói thẳng bản thân đến từ giới ngoại chẳng qua hắn lại cố ý nói hắn và đế tộc giới ngoại cũng có thủ oán điều này ngược lại khiến long khám không có thành kiến về người giới ngoại đối với hắn đúng rồi phi phạm huynh người có hiểu rõ vân tiêu không nói tới chỗ này trong mắt long khám hiện lên vẻ lạnh lùng long hiên đại đế từng có ơn với hắn hắn coi như là nửa sư tôn ở trong lòng kết quả lại chỉ là bởi vì ra tay với quân tiêu dao đã bị cổ tổ của đế tộc vân thị tiêu diệt điều này khiến trong lòng Long Khám có hận ý với quân tiêu giao. Đồng thời hắn cũng rất khó chịu, quân tiêu giao ở thiên hà giới nhất kỵ trùng thiên, đại sát tứ phương. Khiến thiên kiêu của vũ trụ huyền hoàng bị hủy hoại uy danh, mất thể diện vô cùng. Long Khám cảm thấy, nếu như khi đó hắn tới, chắc chắn tình huống không phải như thế. Nghe thấy lời nói của Long Khám, đáy mắt của sở phi phàm hiện lên vẻ u ám. Sau đó, hắn cất giọng nói, lời này của Long Khám huynh lại hỏi đúng người rồi, ta không chỉ hiểu rõ về hắn mà còn đã giao thủ có thủ oán với hắn nữa ồ vậy thực lực của vân tiêu có tà dị như lời đồn không ánh mắt long khám dữ tợn nói khóe mắt sở phi phàm thầm giật giật đối với thực lực của quân tiêu giao hắn lại có ấn tượng khắc sâu ngay cả chiến hoàng huyền công của hắn cũng không thể chế trụ quân tiêu giao được chẳng qua hắn lại không thể nói như vậy thực lực của người này đúng là không kém đủ để xưng là vương giả thiên kiêu nhưng nếu nói vô địch thế thì không đến nỗi ít nhất ta cũng có thể đánh lại hắn sở phi phàm mặt không đỏ tim không đập mạnh nói tuy khi chống lại quân tiêu dao ở tù giới hắn chạy trốn rất nhanh thì ra là như vậy nếu vậy nếu có thể để ta bắt được cơ hội vẻ mặt long khám lạnh lẽo hắn vẫn muốn tìm cơ hội báo thù thay cho long hiên đại đế ta cảm thấy có lẽ trời cao sẽ cho long khám huynh cơ hội báo thù sở phi phàm khẽ mỉm cười nói hắn làm như vậy hiển nhiên là muốn gây ra càng nhiều phiền toái cho quân tiêu giao. Suy cho cùng có nhiều kẻ địch, thế nào cũng có thể phân tán vài phần sức lực của quân tiêu giao. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể khiến hắn chiếm chút tiện nghi. Nhưng điều sở phi phàm không nghĩ ra chính là, có lẽ Long khám ở trong mắt quân tiêu giao còn không được tính là phiền toái. chương 2411 cảnh ngộ phi thường, khi thanh long thần điện đang bàn bạc nhiều chuyện quan trọng. Ba thần điện còn lại cũng không bình tĩnh, diễm ma thiên chính là địa bàn của chu tước thần điện trong chu tước thần điện cũng có tiếng tức giận truyền ra tổn thất của chu tước thần điện không ít hơn thanh long thần điện bao nhiêu cũng có cường giả cấp đế chết mà ở chỗ sâu trong chu tước thần điện một bóng hình xinh đẹp bao vây ở trong ngọn lửa vô tận chính là hoàng giả của chu tước thần điện thiên diễm hoàng nàng là nữ nhân duy nhất trong bốn hoàng giả của thần điện bốn phương mà mỗi một khắc trong hư không bỗng nhiên có chữ cổ màu xanh hiện lên lông mày của thiên diễm hoàng nhớn lên, hội nghị của tứ hoàng, xem ra long khiếu hoàng thật sự nóng nảy. Nhưng mà lần này, đế tộc phân thị đúng là thái quá rồi. Giọng điệu thiên diễm hoàng lạnh như băng, bên kia, một trong bốn phương thiên, kim huyền thiên. Đây là căn cứ của bạch hổ thần điện, hoàng giả của bạch hổ thần điện, hổ bôn hoàng cũng nhận được lời mời, sắp tham dự hội nghị tứ hoàng. Mà mặt khác, ở nhất phương cổ địa của bạch hổ thần điện còn có một nam tử cường tráng đầu đầy tóc trắng hắn có một đôi đồng tử khác nhau, giữa lúc đóng mở, giống như có kiếm khí thuộc tính kim dâng lên. Hắn chính là thiên kiêu đứng đầu bạch hổ thần điện, bạch hổ vương. Cũng là huynh trưởng của tiểu bạch hổ bạch linh, vẫn chưa tìm được tung tích của tiểu muội sao. Bạch hổ vương đột nhiên hỏi, một lão giả hiện ra thân hình lắc đầu. Hai, mệnh bài của tiểu muội vẫn chưa vỡ, chứng tỏ tính mạng nàng không sao. Nhưng rốt cuộc nàng gặp gì ở hỗn giới, là xảy ra ngoài ý muốn, hay là bị người của đế tộc, Bạch Hổ Vương nghĩ tới đây, trong mắt hiện lên ý hung ác. Đại Trạch Thiên là một trong bốn phương thiên, là địa bàn của Huyền Vũ Thần Điện. Ở chỗ sâu Đại Trạch Thiên, khắp nơi đều là Vân Sơn Đại Trạch, Tiên Linh Động Thiên. Nơi này chính là vùng đất thuộc Huyền Vũ Thần Điện, ở trong chiến dịch Thiên Hà giới, bởi vì chạy tương đối sớm nên tu sĩ của Huyền Vũ Thần Điện lại không tổn thất quá nhiều. Trong thần điện bốn phương, có thể nói là tổn thất nhỏ nhất. Mà giờ khắc này trong đại điện cổ xưa của thần điện có mấy bóng dáng lờ mờ ngồi xếp bằng. Bọn họ đều là cường giả cấp cao của Huyền Vũ thần điện, khí tức của đám người vô cùng cổ xưa. Giống như thức tỉnh từ trong cơn mê vĩnh hằng, ở phương diện tuổi thọ, Huyền Vũ vốn dĩ chiếm ưu thế độc nhất về tuổi thọ. Tu sĩ có huyết mạch Huyền Vũ lại càng có tuổi thọ dài lâu. Thiên hà cổ trận bị phá, lại là một điểm báo trở thành thực tế, xem ra tình hình giống như dự liệu. Quả nhiên Mai Huyền Vũ được tổ tiên lưu lại có thể mơ hồ bói ra một tia quý thích và dòng chảy của vận mệnh. Mà Huyền Vũ thần điện ta chỉ thuận theo một tia vận mệnh ấy mà thôi. Có trí cường giả của Huyền Vũ thần điện thở dài, lúc trước sở dĩ bọn họ chạy nhanh như vậy cũng không thật sự bởi vì bọn họ là con rùa đen rút đầu. Mai Huyền Vũ từ trước đã là bảo vật dùng để bói vận mệnh rồi. Mà trùng hợp, Huyền Vũ thần điện có một miếng mai do tổ tiên của họ để lại. Nó nằm trong tay hoàng giả khống chế Huyền Vũ thần điện, Huyền môn hoàng. Mà giờ khắc này, bỗng nhiên đằng trước Huyền môn hoàng đang ngồi trên chỗ cao hiện ra ba loại văn tự màu sắc khác nhau. Hội nghị tứ hoàng sao? Huyền môn hoàng thì thào tự nói, trong mắt hiện lên vẻ thâm thúy. Một vùng đất kỳ quái mây khói lượn lờ ở bốn phương thiên. Nơi này có bốn ngọn núi đâm thẳng vào tinh hà. Trên mỗi ngọn núi đều có một vương tọa cổ xưa. Phân biệt lộ ra màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu đen. Mà khoảnh khắc nào đỏ trên vương tọa màu xanh, bỗng hiện ra một bóng dáng. Cả người đều bao phủ trong quang huy đế đạo sáng trói vô cùng, tựa như thần linh. Bất ngờ là long khiếu hoàng của thanh long thần điện, mà không bao lâu sau, trên ba vương tọa còn lại, cũng hiện ra ba bóng dáng tuyệt thế khí phách chân thế. Chính là hổ bôn hoàng, thiên diễm hoàng, huyền minh hoàng. Hoàng giả bốn phương tề tụ, triển khai hội nghị tứ hoàng, cục diện trước mắt, chắc hẳn các người cũng rõ ràng. Các người cảm thấy nên làm thế nào? Long khiếu hoàng nói, còn có thể làm thế nào, chỉ có thể chiến một trận, nếu không sẽ làm giảm uy danh của thần điện bốn phương ta. Thiên diễm hoàng lên tiếng, nàng tuy là nữ tử duy nhất trong hoàng giả bốn phương, nhưng tính cách ngược lại là quả quyết nóng nảy nhất, có lẽ là có liên quan đến thuộc tính hỏa chu tước của bản thân nàng, tính cách sấm rền gió cuốn. Nhưng mà đế tộc vân thị không hề đơn giản, có nên suy nghĩ thêm nữa không đây? Hơn nữa, ngô thiên vân tộc không xuất hiện toàn bộ, sao các người có thể xác định? ba tiên còn lại sẽ không ra tay, nếu như bọn họ cũng đều giữ chiến lược đỉnh phong thì sao? Huyền Minh Hoàng trầm ngâm một hồi, hỏi, không hổ là huyền vũ, thật biết nhịn, thiên diễm hoàng cười mỉa, trong giọng nói có một tia trào phúng ngầm. Huyền Minh Hoàng không thèm để ý, nói chỉ là cầu an ổn mà thôi, dù sao chúng ta đều biết, biến đổi của vũ trụ huyền hoàng sắp tới. Mà lúc này, hổ bôn hoàng nói, thiên hà cổ trận đã bị phá, vậy thần điện bốn phương ta cũng không cách nào ngồi vững được nữa cần thời khắc đề phòng tập kích của đế tộc ngoài giói. Chẳng qua, có phải các ngươi đã quên tộc kia không? Nghe thấy lời của hổ bôn hoàng, trong mắt ba hoàng còn lại đều lộ ra một tia sáng lạ. Ngươi nói là, tộc thủ hộ, huyền minh hoàng hỏi, lời này vừa ra, tứ hoàng đều trầm ngâm, trong vũ trụ huyền hoàng, thế nhân chỉ biết đến năm đại thánh tộc và thần điện bốn phương. Lại không biết, có một mạch tộc rễ cực kỳ cổ xưa, có thể gọi là người thủ hộ ngầm của vũ trụ huyền hoàng. Đó chính là tộc thủ hộ thần bí song tộc đó, quả thực quá mức khiêm tốn, hơn nữa sẽ không tùy tiện xuất thế. Cho dù là trước kia, giữa xung đột giới ngoại và vũ trụ huyền hoàng, tộc thủ hộ cũng chưa từng xuất hiện. Theo bọn họ thấy, chỉ cần không phải liên quan đến đại sự sinh tử tồn vong hoặc là biến đổi của vũ trụ huyền hoàng, bọn họ sẽ không xuất hiện. Chỉ là vì lần này, thiên hà cổ trận đã phá, ngay cả thần điện bốn phương đều có uy hiếp cực kỳ lớn. Cho nên mới cần tìm kiếm bọn họ, chương 2412 dung hợp tứ tượng chân hỏa thật sự cần kinh động bọn họ sao long khiếu hoàng khẽ cao mày nói thật quan hệ của thần điện bốn phương bọn họ và tộc thủ hộ cũng không tốt là bao áp lực của đế tộc giới ngoại không thể chỉ để mình thần điện bốn phương chúng ta gánh hổ bôn hoàng nói thôi được lúc sau phái người đi giao tiếp vậy huyền minh hoàng cũng tán thành sau đó tứ hoàng lại thảo luận tổng thể tình huống sau đó tản đi mà sau khi thần điện bốn phương cử hành xong tứ hoàng hội nghị bên chín đại vực dưới sự liên hợp tiến công của thế lực tám đế tộc giới ngoại còn có nguyệt thần thánh tộc và đại quân bắc hoang vực mạnh như thái hư thánh tộc cũng trực tiếp bị đánh tan gần như hủy diệt về phần tổ linh thánh tộc bởi vì linh tổ của bọn họ ngã xuống cho nên nội tình còn không bằng thái hư thánh tộc cuối cùng tự nhiên cũng khó thoát kết cục hủy diệt theo sự hủy diệt của hai đại thánh tộc này không thể nghi ngờ là đã tỏ rõ kết cục của năm đại thánh tộc mà kết cục của năm đại thánh tộc này trực tiếp hoặc gián tiếp đều do một tay quân tiêu giao thúc đẩy cho nên gần như có thể nói là một mình quân tiêu giao lật đổ năm đại thánh tộc. chuyện này tuyệt đối làm người khó mà tưởng tượng được. mà sau khi tin tức này truyền ra cũng dấy lên sóng to gió lớn tại vũ trụ huyền hoàng. sự cường thế của đế tộc phân thị càng lại in sâu vào trong lòng mỗi sinh linh ở vũ trụ huyền hoàng. nhưng chuyện duy nhất làm sinh linh vũ trụ huyền hoàng vui mừng là đế tộc phân thị ít nhất sẽ không chém giết vô nghĩa, sẽ chỉ giết những người cản trở phản đối bọn họ cho nên phần lớn sinh linh vũ trụ huyền hoàng vẫn là không cần lo lắng an nguy của bản thân. Mà theo sự hủy diệt của hai đại thánh tộc, bên thu hoạch lớn nhất tự nhiên là đế tộc phân thị. Về phần thế lực đế tộc đạm đài trước giờ luôn cùng tiến lùi với đế tộc phân thị thì cũng ăn được theo. Thế lực đế tộc hạ hầu tự nhiên chỉ có thể vét nổi uống chút canh. Dù sao hiện tại chỉ có đế tộc vân thị mới có chiến lực cường giả đỉnh phong. Thế lực đám đế tộc hạ hầu không nỡ cũng không được. Điều này làm cho đế tộc hạ hầu, cũng nghẹn khuất vô cùng. Còn quân tiêu giao, đương nhiên cũng nhận được chỗ tốt. Có thể nói, bất kỳ tài nguyên nào của hai đại thánh tộc này đều mặc cho hắn lựa chọn. Cũng không có nhiều thứ khiến quân tiêu giao phải để mắt. Nhưng những sinh mệnh loại linh trong tổ linh thánh tộc lại là đồ tốt. Một vài tu sĩ thậm chí sẽ bắt một số sinh mệnh loại linh, dung nhập vào binh khí của bản thân, hóa thành khí linh. Mà quân tiêu giao cũng đã luyện hóa rất nhiều sinh mệnh loại linh của tổ linh thánh tộc. Đương nhiên trong mắt quân tiêu giao, những sinh mệnh loại linh này thực ra không được coi là sinh linh. Nghiêm khắc mà nói, nó giống như là nguyên tố tự nhiên. Cho nên quân tiêu giao cũng không có lòng thương hại gì. Mà năng lượng sau khi luyện hóa, quân tiêu giao đều dung nhập vào đại la kiếm thai. Ánh sáng linh tính trong đại la kiếm thai cũng càng lúc càng nồng đậm. Còn vạn vật mẫu khí đỉnh, muốn lột xác rõ ràng còn khó khăn hơn đại la kiếm thai, hơn nữa đến lúc đó còn phải khắc đạo vân và đế văn cho nên quân tiêu giao tạm thời không giúp vạn vật mẫu khí đỉnh tăng lên linh tính. Theo linh quang trong đại la kiếm thai càng ngày càng nồng đậm, quân tiêu giao có thể cảm giác được uy lực của nó cũng càng ngày càng mạnh. Mũi nhọn ắt sẽ lộ, ngoài ra, quân tiêu giao còn làm một chuyện, đó là dung hợp bốn loại ngọn lửa của thần điện bốn phương. Thanh long mộc linh hỏa, bạch hổ canh kim hỏa, chủ tước phần thiên hỏa, huyền vũ hàn minh hỏa. Theo lý thuyết, bốn ngọn lửa này đều cực kỳ bá đạo, căn bản không thể dung hợp, nhưng trong từ điển của quân tiêu dao không có từ không thể cuối cùng hắn dung hợp bốn loại ngọn lửa biến thành một ngọn lửa cực kỳ bá đạo được quân tiêu dao đặt tên là tứ tượng chân hỏa tứ tượng chân hỏa tỏa ra bốn loại màu sắc không ngừng lưu chuyển dường như có thể thiêu đốt tứ cực bát hoang mà có tứ tượng chân hỏa quân tiêu dao bất kể là dùng để tôi luyện thể xác của bản thân hay là dùng để tôi luyện pháp thân dị tượng thánh thể đều hết sức thuận tiện có thể nói cảnh giới của quân tiêu dao tuy không có biến hóa nhưng thực lực của hắn bây giờ, so với thực lực trước khi vào Vũ trụ Huyền Hoàng, vẫn là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Song Quân tiêu giao lại có dự cảm, trong Lăng Mộ thần bí nọ có lẽ là cơ hội để cảnh giới tu vi của hắn tăng lên. Mà trong thời gian như vậy trôi qua, Sinh Linh Vũ trụ Huyền Hoàng lại bị một việc kinh động. Đó là Tam giáo giới ngoại cũng vào Vũ trụ Huyền Hoàng. Chuyện này lại lần nữa khơi dậy náo động, cũng có rất nhiều thế lực của Vũ trụ Huyền Hoàng tuyệt vọng. Bọn họ căn bản không có cách nào ngăn cản thậm chí thần điện bốn phương cũng chú ý cao độ, nhưng rõ ràng, mục đích tam giáo vào vũ trụ huyền hoàng lần này không hề giống với tám đại đế tộc. Bọn họ đến vì điều tra người sở hữu bản nguyên ma quân. Dù sao uy hiếp của ma quân và mặt nhật thần giáo còn lớn hơn của vũ trụ huyền hoàng nhiều. Tam giáo không có hứng thú quá lớn với vũ trụ huyền hoàng. Thứ bọn họ để ý hơn là người truyền thừa bản nguyên ma quân, cũng chính là phù đồ ngạn. Xong, sau khi phù đồ thánh tộc bị diệt, lại không ai phát hiện tung tích của phù đồ ngạn cho nên chuyện này cũng đã trở thành tai họa ngầm. Nhưng tất cả mọi người không biết là, phù đồ ngạn là một quân cờ của quân tiêu giao. Vốn dĩ quân tiêu giao muốn thủ tiêu quân cờ này, nhưng lại chưa từng nghĩ đến còn ngoài ý muốn câu được một con dê béo bở. Cho nên quân tiêu giao tạm thời không có ý định ra tay với phù đồ ngạn. Dù tam giáo tới cũng không có tác dụng quá lớn, chương 2413 lão thôn trưởng tộc thủ hộ. Lần này, người tác hạ học cung tới là đám người tống đạo sinh. Bọn họ vừa đến vũ trụ huyền hoàng, tự nhiên là đi gặp quân tiêu giao trước. Đừng quên, quân tiêu giao hiện tại vẫn là trưởng lệnh giả của tắc hạ học cung, thân phận phi phàm. Bên đại thiên tử cũng phái một vài tăng nhân trẻ tuổi đến đây. Trước đó tuy tịnh Phật tử đã ngã xuống, nhưng nội tình thiên kiêu của đại thiên tử không hề đơn giản. Còn tam thanh đạo môn, thì đến một nhân vật rất có mặt mũi. Chính là nam đạo trong ngũ đại vương giả thiên kiêu đông tây nam bắc trung. Danh hiệu của hắn là Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân, cũng là người sở hữu bản nguyên đạo môn, vạn đạo chi nguyên. Mục đích hắn tới đây, ngoài điều tra người truyền thừa bản nguyên ma quân gia. Còn có một điều là muốn biết, người truyền thừa đấu thiên chiến hoàng có tới vũ trụ huyền hoàng hay không? Truyền nhân của đấu thiên chiến hoàng và người truyền thừa bản nguyên ma quân đều là họa lớn trong lòng tam giáo. Ngay lúc bầu không khí căng thẳng lại giấy lên lần nữa trong cả vũ trụ huyền hoàng. Tại một khu vực sương mù của vũ trụ huyền hoàng, nơi này minh mông vô ngần, đại tinh mờ mịt, ngân hà rủ xuống có hung thú cổ xưa gào thét dị cầm cắt ngang bầu trời rừng rậm nguyên tùy trải rộng sơn khuyết nguy nga như một cự nhân viễn cổ đứng sừng sững nhìn qua là một nơi cực kỳ cổ xưa thần bí mà chẳng biết từ lúc nào mấy bóng dáng xuất hiện tại nơi này bọn họ mặc chiến giáp và áo bào khác biệt đều phát ra khí tức cường đại rõ ràng là mấy vị trưởng lão của thần điện bốn phương hẳn là ở đây lần trước bảo người tới nơi ở của tộc thủ hộ còn không biết là bao nhiêu năm trước mấy trưởng lão thần điện nói chuyện với nhau mà qua không lâu sau mấy tồn tại nhìn qua lộ ra vẻ bình thường không có gì lạ xuất hiện bọn họ có người nước da ngăm đen có người đội mũ rộng vành thậm chí có người còn khiêng cái cuốc cầy ruộng trên vai có thể nói người không biết nhìn vào còn tưởng rằng là một đám nông phu sơn thôn nhưng thấy mấy người đó hiện thân trưởng lão thần điện bốn phương trong mắt lại đều lộ ra một tia nghiêm túc những người này nhìn như thôn phu quê mùa, nhưng loại thực lực ẩn chứa mơ hồ này, so với một vài trưởng lão thần điện bọn họ, đều chỉ có hơn chứ không kém. Thật đúng là khách quý ít gặp, ngọn gió nào thổi các ngươi tới đây thế. Một nam tử khiêng quốc trên vai nhếch mép nói, việc quan hệ đến an nguy của vũ trụ huyền hoàng, một trưởng lão của thanh long thần điện nói, là liên quan đến an nguy của các ngươi nhỉ. Một nam tử dáng dấp thôn dân khác lộ ra một tia trào phúng. Khóe mắt các trưởng lão thần điện bốn phương đều trượt co giật đây là vì sao bọn họ không nguyện ý tìm tộc thủ hộ bọn họ ngăn cách với thế giới rời xa thế ngoại nhưng nội tâm vẫn rất cao ngạo cho dù là thần điện bốn phương cũng không nể mặt cho lắm mà bọn họ cũng quả thực có tư cách này có điều chỗ thiếu hụt duy nhất của tộc thủ hộ là tộc nhân của bọn họ tương đối ít sinh sôi này nở đến bây giờ cũng chỉ là một tiểu tộc lạc mà thôi nếu không thế lực đỉnh cấp chân chính của vũ trụ huyền hoàng này là phương nào thật đúng là khó mà nói được rồi mục đích đến của các ngươi, bọn ta đại khái đã biết. Thiên hà cổ trận bị phá rồi nhỉ, một lão giả đầu đội mũ rộng vành hỏi, xem ra các ngươi đều hiểu rõ. Thần điện trưởng lão nói, thời vậy, mệnh vậy, vận vậy, sự sụp đổ của thiên hà cổ trận cũng là một khâu trong đó. Có lẽ, loạn thế của vũ trụ huyền hoàng đã sắp kết thúc. Lão giả mũ rộng vành chặt miệng nói, trưởng lão thần điện bốn phương nghe vậy, đều kinh hãi không thôi. Lời này tuy không nói rõ, nhưng ngụ ý đã rất rõ ràng loạn thế của vũ trụ huyền hoàng sắp kết thúc vậy đại biểu cái gì rõ ràng đại biểu cho chủ nhân của vũ trụ huyền hoàng có thể sắp xuất hiện đây tuyệt đối là một tin tức quan trọng đủ để đảo điên cả vũ trụ đa tạ cho hay các trưởng lão thần điện bốn phương cũng là trịnh trọng chắp tay tộc thủ hộ có thể nói tin tức này cho bọn họ đã coi như không tệ lắm rồi về phần tiếp theo nên làm thế nào bọn họ tin tộc thủ hộ nhất định sẽ không thờ ơ sau đó trưởng lão thần điện bốn phương đều rời đi bọn họ cần báo lại tin tức này cho thần điện sau lưng mà sau khi bọn họ rời đi mấy tộc nhân tộc thủ hộ cũng trở về cổ địa của tộc thủ hộ nơi sâu nhất trong khu vực thần bí này đưa mắt nhìn ra đất đai bằng phẳng rộng rãi phòng ốc ngay ngắn có ruộng đồng phì nhiêu ao hồ tươi đẹp dâu trúc từng bụi tựa như thế ngoại đào nguyên tiên vận lưu chuyển linh khí giạt rào cửa thôn có một gốc cổ thụ phía trên treo một chiếc chuông lớn loang lổ vết dì xét mà lúc này chuông lớn bỗng nhiên vang vọng Tộc nhân tộc thủ hộ cũng đều tập hợp ở đầu thôn. Phần lớn đều là nam nữ trung niên hoặc là lão giả hơn 80. Đương nhiên, tuổi thật của bọn họ rõ ràng so với bề ngoài của bọn họ còn già cả hơn nhiều. Người trẻ tuổi trong tộc thủ hộ cũng có, nhưng không nhiều. Trong đó có một đôi nam nữ, tài hoa xuất chúng, ẩn chứa linh khí. Nếu tra xét rõ ràng tu vi của bọn họ, phát hiện tuyệt đối sẽ không yếu hơn Thiên Kiêu đứng đầu của thần điện bốn phương, như đám người Long Kham, Bạch Hổ Vương. Thậm chí còn có thể mạnh hơn. Mà lúc này, một lão giả phì phèo tẩu thuốc trong nghiệp, chắp tay sau lưng chậm rãi ung dung đi tới. Thấy ông ta đến, những tộc nhân tộc thủ hộ đều hơi cúi đầu chào hỏi. Lão giả này, đúng là tộc trưởng tộc thủ hộ, tất cả mọi người đều gọi ông là lão thôn trưởng, còn tên thật, e rằng ngay cả bản thân ông ta cũng không quá để ý. Mà cũng từ mặt nghiêng chứng tỏ, bối phận của lão thôn trưởng này xưa cũng bao nhiêu. Lão thôn trưởng thoạt nhìn thật đúng là vẻ ngoài hơi xấu xí. Người mặc áo choàng vải gai chắp phá, hút thuốc lá tẩu, thỉnh thoảng lộ ra hàm răng già nua bị khói hun vàng. Nhưng, nhưng một lão giả bề ngoài xấu xí như vậy, địa vị và thực lực của ông ta lại đủ để sánh vai với hoàng giả bốn phương. Thậm chí trên bối phận, ông ta có thể còn lớn hơn một chút. Nhìn thấy tộc nhân tộc thủ hộ ở đây đã đến đủ, lão thôn trưởng cất tiếng nói. Chư vị, thiên hà cổ trận bị phá, đây là một điểm báo trước. Bởi vì cổ trận này, là do sự tồn tại vĩ đại kia tiện tay lưu lại để phân chia chín đại vực và bốn phương thiên. Mà sứ mệnh của tộc thủ hộ ta có lẽ cuối cùng cũng sắp buông xuống. Đến lúc đó, tộc thủ hộ ta có thể đạt được tự do, thậm chí rời khỏi vũ trụ này. Chương 2414 vùng đất tổ tế, cơ duyên của Sở Tiêu. Nghe thấy lời của lão thôn trưởng, rất nhiều tộc nhân tộc thủ hộ ở đây đều kích động không thôi. Ngươi cho rằng bọn họ cam tâm tình nguyện ở đây ư? Đương nhiên không phải nơi này tuy xem như là một trong những nơi linh khí nồng đậm nhất trong vũ trụ huyền hoàng nhưng không có người nào muốn ở một nơi cả đời thậm chí cả đời đều chỉ ở trong một vũ trụ huống chi bọn họ còn là tộc thủ hộ tiên tổ của bọn họ đã từng đi theo sự tồn tại vô cùng vĩ đại kia cho dù chỉ là làm người hầu của hắn cũng đã là vinh quang vô tận tộc thủ hộ có thể nói là cực kỳ có lai lịch và bối cảnh bọn họ giống như một đám quần chúng sau màn yên lặng chứng kiến thương hải tang điền của vũ trụ huyền hoàng nhưng bây giờ tình huống đã khác thiên hà cổ trận bị phá chính là một điểm báo trước loạn thế của vũ trụ huyền hoàng rất có thể sắp kết thúc mà tộc thủ hộ bọn họ cũng không thể an phận ở một góc nữa cần hoàn thành sứ mạng của mình kế tiếp cũng nên mở ra vùng đất tổ tế lão thôn trưởng nói lời này vừa nói ra tại chỗ tức khắc náo động đây là nơi quan trọng nhất của tộc thủ hộ nói chung sẽ không tùy tiện mở ra tốt quá rồi giữa sân ánh mắt đôi nam nữ trẻ tuổi tài hoa suốt chúng lộ ra kỳ quang. Nghe đồn ở trong vùng đất tổ tế, có đủ loại đại cơ duyên. Tuyệt đối có thể làm bọn họ trưởng thành lột xác. Sau đó, lão thôn trưởng mang theo mọi người, tiến vào chỗ sâu nơi này. Nơi đó, giống như hàng năm bao phủ xương mù dày đặc. Thoạt nhìn thần bí khó lường, xuyên qua sương mù dày đặc, mơ hồ có thể nhìn thấy sông núi đầm lầy, tráng lệ nguy nga. Tựa như linh khí tường thủy giữa thiên địa, đều hội tụ tại nơi này. Vùng đất tổ tế, đây là một khối linh thổ của tộc thủ hộ trong đó có một vật có thể liên lụy đến đại nhân quả của vũ trụ huyền hoàng cho nên vùng đất cổ tế sẽ không dễ dàng mở ra cũng chỉ có vào thời khắc biến đổi này mới có thể được mở ra mà trong cùng lúc đó tại một vùng đất cổ xưa cực kỳ mông lung có một bóng dáng đang xuyên qua trong rừng cổ mộc san sát đó là một nam tử trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng khí chất bất phàm rõ ràng là sở tiêu nơi này rốt cuộc là đâu Sở tiêu lầm bẩm nói, trước đó, ở hỗn giới, sau khi hắn bị quân tiêu giao đánh lui, cũng tìm đủ mọi cách, hòng đi vào vũ trụ huyền hoàng. Nhưng khi đó, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sở tiêu, trực tiếp không cẩn thận bị cuốn vào trong vết nứt hư không nơi nào đó. Lúc hắn lấy lại tinh thần, phát hiện đã rơi vào nơi sương mù mông lung này. Nơi này có cây um tùm, có linh sơn đại xuyên, nhìn qua sinh cơ bừng bừng. Nhưng lại an tĩnh đến quỷ dị, dường như không có bất cứ sinh linh nào sở tiêu có thể cảm giác được quy tắc thiên địa nơi này khác với giới ngoại nói cách khác hắn xác định bản thân hẳn đã tới trong vũ trụ huyền hoàng nhưng lại không biết là ở đâu hơn nữa chỗ chết người nhất là sở tiêu đi thế nào cũng không ra được khu vực này điều này hết sức quỷ dị quả thực giống như gặp quỷ đập tường cho dù sở tiêu nghĩ đủ mọi cách cũng đều không thể thoát ly nơi này đương nhiên sở tiêu cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch thậm chí có thể nói sở tiêu đã đạt được thu hoạch khổng lồ. Bởi vì nơi này, hình như là một vùng đất cơ duyên cổ xưa. Khắp nơi đều là dược liệu lâu năm, tỏa ra tường thụy và hương thơm. Còn có một số linh chi tiên thảo nói không rõ tên. Thậm chí sở tiêu còn đã nhìn thấy, nhân sâm mọc chân, gần như sắp thành tinh. Thứ này dĩ nhiên trốn không thoát lòng bàn tay sở tiêu, bị hắn luyện hóa. Mà thực lực của sở tiêu cũng tăng lên không ít. Đây có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn điều này khiến sở tiêu cũng cảm thấy chính mình quả nhiên có thể gọi là thiên mệnh chi nhân được khí vận yêu quý chẳng qua nếu cả một đời đều không ra được dù là đạt được nhiều cơ duyên trong này hơn nữa cũng vô dụng thôi sở tiêu cau mày mà đúng lúc này hắn bỗng cảm giác được địa vực này dường như sinh ra chấn động giống như động đất chuyện gì thế này sở tiêu kinh ngạc mà lúc này sở tiêu phát hiện sương mù dày đặc vẫn luôn bao phủ ở đây hình như đã trở nên mỏng đi một ít chẳng lẽ trong mắt sở tiêu, lộ ra vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng. Hắn lại lần nữa xuyên qua đi đến phía trước, không qua bao lâu sau, sở tiêu lại tới một khu vực, hắn nhìn thấy phía trước, thấp thoáng giữa đám dây leo lâu năm, có một miệng linh thuyền, đang ảo ảo chảy ra nước suối. Nước suối đó trong suốt thấu triệt, tản ra hương thơm thoang thoảng, thậm chí lượn lờ mây khói, đều như ngưng kết thành đủ loại cảnh tương thủy. Hệt như cam lộ thần tiên, ánh mắt sở tiêu sáng lên, tiến lên nhìn, đây là vật chất gì, cảm giác còn nồng đậm hơn các loại năng lượng vạn lần. Sở tiêu thán phục không thôi, quả thực giống như đồ nhà quê gặp được đồ vật xa xỉ hoa lệ nào đó. Mà nếu quân tiêu giao ở trong này, tự nhiên có thể nhìn ra, đây rõ ràng là vật chất tiên đạo. Xong, so sánh với tiên truyền nhãn của quân tiêu giao. Nước suối trong này, chỉ là dung nhập một phần vật chất tiên đạo, có thể nói là không quá tinh khiết. Đương nhiên, cho dù là vật chất tiên đạo không tinh khiết, cũng tuyệt đối vượt qua tuyệt đại đa số vật chất năng lượng sở tiêu nhìn đến mắt lóe kim quang hắn vội vàng bắt đầu thu lấy và luyện hóa nước suối mà ở bên bờ suối còn mọc một gốc cây nhỏ phía trên kết ba quả trái cây màu đỏ lớn cỡ quả anh đào phát ra mùi thơm nồng đậm sở tiêu cũng không nói hai lời trực tiếp hái xuống nuốt vào trong bụng mà sau khi hắn nuốt trái cây vào trong bụng lập tức một luồng năng lượng vô cùng khủng khiếp bộc phát ra suýt nữa làm cho sở tiêu no căng sở tiêu vội vàng ngồi xếp bằng luyện hóa mà lúc này Hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, luồng năng lượng đó vậy mà bắt đầu dung nhập vào trong mạch máu của hắn. Chương 2415 bí mật của huyết mạch. Nếu lúc này Sở Tiêu nhìn vào trong, là có thể nhìn thấy. Huyết mạch của hắn, sau khi hấp thu năng lượng của những trái cây này, vậy mà có từng điểm kim quang hiển hiện. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ là huyết mạch của đế tộc Sở thị ta, không đúng. Sở Tiêu theo bản năng nhận ra có gì đó không đúng. Huyết mạch đế tộc Sở thị quả thực rất không yếu. Nhưng vấn đề là, hắn chỉ là chi thứ. Theo lý thuyết, độ tinh khiết huyết mạch tuyệt đối không bằng sở phi phàm. Cho nên tự nhiên cũng không thể có lực lượng huyết mạch cường đại như vậy. Rốt cuộc là chuyện thế nào? Trong huyết mạch của đế tộc sở thì ta rốt cuộc còn ẩn giấu bí mật gì? Bây giờ sở tiêu cảm thấy, có lẽ huyết mạch của đế tộc sở thị không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Lúc này, huyết mạch của sở tiêu, tựa như đang lột xác, thức tỉnh. Từng điểm kim quang trong huyết mạch, càng lúc càng đậm khí tức của sở tiêu cũng càng lúc càng cường thịnh. Cộng thêm còn vật chất tiên đạo không tính thuần túy đã luyện hóa. Sở tiêu cảm giác cảnh giới thực lực của mình bây giờ bắt đầu tăng vọt như giếng phun. Đến cuối cùng, thế mà trực tiếp đạt đến đại thiên tôn đại viên mãn. Nhưng, không chỉ như thế, sở tiêu cảm giác huyết mạch của mình đang sôi trào, ầm, trong huyết mạch của hắn, giống như có đạo âm đang nổ vang. Thậm chí, dường như đều đã tạo thành cộng minh thiên địa này, mà lúc sở tiêu đột phá, Tại một khu vực giáp danh nơi này có hai bóng dáng trẻ tuổi, một nam một nữ xuất hiện. Bất ngờ là đôi thiên kiêu trẻ tuổi của tộc thủ hộ. Sao lại thế này, luồng khí thức kia, là có người muốn đột phá. Một nam tử trong đó, kinh ngạc nói, làm sao có thể, trong vùng đất tổ tế, làm sao có thể có người khác tồn tại. Nữ tử rõ ràng cũng giật mình không thôi, chợt, thân hình bọn họ xuyên qua mà đi, mà bên này, sau khi đã trải qua thức tỉnh huyết mạch. Cảnh giới tu vi của sở tiêu, cũng tăng mạnh đột phá đến cảnh giới huyền tôn vô thượng. Đương nhiên, đây không phải đều nhờ công lao của mình hắn. Thiên tư của sở tiêu tuy không tệ, nhưng dựa vào hắn thiên phú của bản thân, muốn đột phá đến cảnh giới huyền tôn nhanh như vậy là chuyện không thể. Chủ yếu nhất là, lực lượng thần bí ẩn giấu trong huyết mạch của đế tộc sở thị hắn đã thức tỉnh. Lúc này mới có thể làm cho sở tiêu bay thẳng lên mây xanh. Huyền tôn, đây là cảnh giới huyền tôn vô thượng ư, cảm nhận được lực lượng cuồn cuồn tới cực điểm trong cơ thể mình, cho dù là sở tiêu lúc này cũng có phần sửng sốt không dám tin mình đã đột phá quả thực không thể tưởng tượng được có thể nói chỉ dựa vào lực lượng thiên phú của bản thân sở tiêu cho dù có trồng chất thêm thiên địa càn khôn trong hồ lô càn khôn muốn tu luyện thành huyền tôn vô thượng cũng cần hao phí một thời gian rất dài nhưng hiện tại thì thế nào hắn lại trực tiếp tu luyện thành công ta đã nói mà sở tiêu ta làm sao có thể là hạng người tầm thường được quả nhiên thiên mệnh ở ta sở tiêu không nhịn được muốn hết dài một tiếng phát tiết uất khí trong lòng sau khi từ thế giới thanh dương đi ra hắn một đường gặp phải chèn ép gần như bị quân tiêu dao đè xuống đất ma sát không chỉ không phải kẻ địch của hắn thậm chí ngay cả trí ái của mình đều trở mặt thành thù với mình lại còn rơi vào sự truy nã của tắc hạ học cung trở thành chuột chạy qua đường người người hô đánh chỉ có thể che giấu tung tích đi theo sở phi phàm lăn lộn đây đâu chỉ một chữ thảm hình dung được mà bây giờ sở tiêu thật sự có thể cảm giác được cơ duyên để chính mình xoay người đã tới vũ trụ huyền hoàng này quả thực chuyên môn vì hắn xuất thế hơn nữa sở tiêu cũng cảm thấy huyết mạch đế tộc sở thị trong cơ thể mình tuyệt đối không hề đơn giản rất có thể có che giấu mức độ sâu hơn đây có lẽ là cơ duyên ngay cả dòng chính đế tộc sở thị như sở phi phàm đều không thể lấy được sau khi phát tiết uất khí trong lòng một phen sở tiêu hít sâu một hơi tạm thời bình tĩnh lại nói thật sau khi đã trải qua nhiều như vậy, tính cách có buông thả đến đâu cũng sẽ bị mài cho trầm ổn. Không vội, chuyện quan trọng nhất của ta bây giờ là biết đây rốt cuộc là nơi nào, sau đó nghĩ cách ra ngoài. Sở tiêu lầm bẩm nói, hắn thu thập hết nước suối đã dung nhập vật chất tiên đạo. Sau đó tầm mắt đảo qua, lúc này mới phát hiện, giữa một nơi dây leo che dậy, hình như có nửa tấm bia cổ nghiêng sụp. Ánh mắt hắn sáng lên, tiến lên vươn tay, kéo ra dây leo. Vừa khéo tay đụng phải tấm tàn bia, bên trên chỉ khác hai chữ cổ mang theo ý tang thương cổ lão tổ tế sở tiêu nghi hoặc mà đúng lúc này nửa tấm tàn bia này thình lình chấn động sau đó sinh ra quang hoa trói mắt một luồng lực lượng vô danh từ trong tấm bia khuếch tán ra bao phủ thiên địa thậm chí từ nơi sâu xa tựa như ảnh hưởng đến cả vũ trụ huyền hoàng lúc này tất cả tu sĩ sinh linh của vũ trụ huyền hoàng dường như đều có thể cảm giác được trong vũ trụ huyền hoàng hình như đã sinh ra một loại biến hóa nào đó Loại biến hóa này, nói không rõ, kể không ràng. Nhưng lại giống như tồn tại chân thực, mà cùng lúc đó, thần điện bốn phương, bốn vị hoàng giả, ánh mắt đều nhìn về nơi tộc thủ hộ tồn tại. Chẳng lẽ, ánh mắt bốn hoàng giả đều thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Mà bên đế tộc phân thị, quân tiêu giao đang ngồi xếp bằng tu luyện, cũng như có một loại cảm ứng nào đó. Chậm rãi mở ra đôi mắt, trong mắt lóe lên một vẻ không tên. Khóe miệng lộ ra một tia ý cười cuối cùng đã sắp bắt đầu rồi ư, cái gọi là mệnh chi nhân của vũ trụ huyền hoàng, quân tiêu giao vẫn luôn chờ đợi thời khắc này, mà bây giờ, cuối cùng cũng đã đến, toàn bộ vũ trụ huyền hoàng, một số đại nhân vật, đều có cảm ứng. Mà bên tộc thủ hộ, tại rìa vùng đất tổ, tộc trưởng tộc thủ hộ, lão thôn trưởng vốn dĩ vẫn luôn giữ thần sắc bình tĩnh, đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Khoảnh khắc nào đó, đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt lóe lên một việt kinh ngạc, nhìn về chỗ sâu vùng đất tổ tế chẳng lẽ thân hình hắn lóe lên tan biến tại chỗ